lâm thái hư bước lên một thanh kim sắc trường thương hóa thành kim sắc lưu quang đâm vào thân ảnh mắt thường khó nhìn thấy kim sắc trường thương phát ra khí diễm cực kỳ man hoang hủy diệt thân và mũi thương tuy màu vang nhưng chất liệt mũi thương lại khác hẳn có vô số điểm sáng như vô số khối tinh kim bị ép thành từng điểm ngưng tụ thành trường thương có nhiều vết xước nhưng không ảnh hưởng đến uy năng pháp bảo này mà tô thêm khí tức thương tang phá diệt thần thương a à, chạy mau a à trường thương phát ra quang diễm chừng hai ba trăm trượng như tuệ tinh mọi tu sĩ phía trước lâm thái hư bỏ chạy tứ tán như kiến cỏ trường thương hóa thành kim sắc lưu quang tu sĩ cách cây thương trăm trượng đều bị uy năng chấn cả người và phát bảo thành cho a à, lục bảo lão đầu ré lên nhân ảnh trong suốt đương nhiên là ngụy tác ngụy tác không ngờ phong ngô thương đáng sợ như vậy đối diện hai đối thủ như lâm thái hư và hứa thiên ảo mà vẫn chấp nhận trọng thương đánh cho hai đối thủ xưởng niềng trong tích tắc đó gã đã tính toán xong gã tính rằng khi phong ngô thương kích phát đạo thuật pháp này tạo thành diễm quang tan đi gã lấy thanh hư đằng xong thì cũng đã cách lâm thái hư hứa thiên ảo nghìn trượng dù cách lâm thái hư và hứa thiên ảo nghìn trượng mà vẫn chưa bị phát hiện tình hình trong đầm lầy cực kỳ hỗn loạn gã dễ dàng trà trộn và đám tu sĩ để đào thoát tu sĩ như lâm thái hư thần thức có thể bao trùm phạm vi hơn gã nhưng không quá nghìn trượng hà huống thần thức bao trùm nghìn trượng là một việc còn gã có thể che đi khí tức và thân ảnh là việc khác. Chỉ cần thoát được một nghìn mấy trăm trượng trà trộn vào vùng mây thì Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo không thể giết nổi gã. Gã nhân lúc phong ngô thương và Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảo liều mạng thì nhổ thanh hư đằng cùng tảng đá lên. Mọi thứ như gã tính toán, cự ly gã cách Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảo đã là nghìn trượng. Ngụy tác không sao ngờ giữa chiến trường hỗn loạn, lại mặc ẩn hình pháp y mà Hứa Thiên Ảo vẫn nhận ra cự ly công kích của pháp bảo này của lâm thái hư lại hơn nghìn trượng uy năng cũng kinh nhân kim sắc trường thương trong tích tắc đã đến sát ngụy tác uy năng khiến không gian rung lên tu sĩ nằm trong phạm vi cùng pháp bảo đều tan thành cho uy năng này cao hơn huyền cấp trung dài ngụy tác có cảm giác là uy năng tổng hòa của ít nhất bảy tám bán huyền giai pháp khí rõ ràng lâm thái hư lúc đấu pháp cùng phong ngô thương không dùng vật này vì hai nguyên nhân hoặc pháp bảo này không dễ thi triển hoặc vì thân phận phong ngô thương khiến y không dám động dụng pháp bảo này liên thủ với hứa thiên ảo trừ diệt đối thủ phong ngô thương là chân truyền đại đệ tử của ngọc thiên tông lâm thái hư có thể giết một nội môn đệ tử của ngọc thiên tông nhưng chưa đủ khả năng giết phong ngô thương nhưng phong ngô thương khi cùng lâm thái hư đấu pháp cũng không dám lấy thanh hư đằng y hiểu thanh hư đằng là giới hạn của lâm thái hư nếu y đả thương lâm thái hư không địch nổi lâm thái hư và hứa thiên ảo liên thủ mà còn cố lấy thanh hư đằng thì lâm thái hư dù không giết cũng không để y rời khỏi đây đối với lâm thái hư tu sĩ không biết mọc đâu ra này lại dám đoạt lấy thanh hư đằng trước mắt y có khác gì vớt sâu hùm khiến y lôi đình ngộ với lâm thái hư cả thiên huyền đại lục trừ vài người như phong ngô thương thì ai cũng có thể giết oanh không hề chần chừ ngay khi phá diệt thần thương của lâm thái hư kích phát kim đan của ngụy tác đã bay lên cùng lúc thử quyết pháp đào cũng dược tế xuất phá diệt thần thương quá đáng sợ khiến ngụy tác cảm thấy nguy hiểm kim đan của ngụy tác đạt mức cao nhất thì kim đan hà quang ngưng hình cộng với trường hà thao thiên quyền cũng chỉ ngang với bốn bán huyền giai pháp bảo kim đan của ngụy tác tổn thương khá nặng hứng chịu uy năng của bán huyền giai pháp bảo xung kích là sẽ rung động gã đang chạy cũng trứng lại ngụy tác tế xuất pháp bảo cùng thuật pháp ít nhất phải có uy năng tương đương với năm bán huyền giai pháp bảo mới giúp gã có cơ hội đào thoát tốc độ phá diệt thần thương của lâm thái hư quá đáng sợ khiến ngụy tác không có thời gian tế xuất hai thuật pháp trở lên tích tắc này trên mình gã thư có thể chống nổi pháp bảo này chỉ có thực huyết pháp đao cả tuyệt diệt kim đan cũng không thế uy năng nổ không ngưng tụ rất có thể bị trực tiếp xu người đã đành mà nổ ở cự ly gần thì uy năng rất có thể sẽ tổn thương gã cách cách từ sắc viễn cổ thiên long và cự lãng cùng một đạo huyết quang trực tiếp va và vào kim sắc quang diễm tiếng nổ chói tai vang lên trong đầm lầy không còn âm thanh gì nữa a à, lâm thái hư dần giật chân mày phá diệt thần thương quay tít trên không rồi bay ngược lại a à, đi mau lục bảo lão đầu kêu lên quy năng đòn này của ngụy tác và phá diệt thần thương tương đương lục bảo lão đầu ré lên thân ảnh ngụy tác dựa vào cương phong tốc độ nhanh thêm mấy phần chết hứa thiên ảo đứng cạnh lâm thái hư chợt ấn tay xuống một đạo cổ phù trong suốt hóa thành bột phù một ngọn trả trong suốt dáng lên kim đan mà ngụy tác chưa kịp thu hồi ngụy tác run lên phun máu thân thể như vẫn thạch bắn văng vào đám mây trên cao a à, cả hai đáng sợ quá ngụy tác sao rồi lục bảo lão đầu hãi hùng chưa chết được khí tức của ngụy tác hỗn loạn cực độ nhưng rồi khôi phục bình tĩnh trong tích tắc lướt đi rõ ràng gã dùng chân ma phong thể thuật phong bế thương thế tất cả nghe đây không được rời khỏi đầm lầy bằng không giết không tha cùng lúc thân ảnh hứa thiên ảo như một viên đạn bắn lên không xuyên qua đám mây nhìn sống giọng nói như sấm Thiên huyền đại lục bóc bộ từ lúc nào đã do hứa thiếu chủ quyết định nhỉ? Một giọng nói từ góc đông bắc vang lên, uy thế tựa hồ hoàn toàn không kém gì hứa thiên ảo. Vân phàm chân nhân, mắt hứa thiên ảo lóe hàn quang, tựa hồ định trở mặt. Hứa thiếu chủ không cần nóng lòng, trở mặt với vân phàm chân nhân cũng vô ích. Cùng lúc, huyền phong thiên điện đáp xuống, lâm thái hư toát lên vô thượng uy nghiêm chắp tay đứng ở cửa, bình tĩnh nhạt giọng, y tuy chống nổi một đòn của phá diệt thần thương, nhưng bị mỗ dùng pháp bảo huyền phong môn hạ cấm chế dọc đường đều có khí tức y không thoát được đâu hả mắt hứa thiên ảo lóe sát cơ vân phàm chân nhân lần này chân võ truy sát một cửu địch hôm nay mỗ không muốn chống đối các hạ tuy nhiên việc này chân võ sẽ không quên nếu đó là những lời uy hiếp thì miễn đi giọng vân phàm chân nhân lại vang lên bất quá lưỡng vị đạo hữu hành sự nên cẩn thận ban nãy một đệ tử bản môn bị trúng đòn chết dưới phá diệt thần thương của lâm đạo hữu tại hạ lỡ tay giết của một đệ tử chân nhân lâm thái hư nhạt giọng về việc này sau này tại hạ sẽ phái đệ tử đến chỗ chân nhân giải thích trong khi lâm thái hư và vân phàm chân nhân đối thoại ngụy tác đứng sau lưng một tu sĩ điều khiển một món phi độn pháp bảo bích ngọc tiểu chu trà trộn vào đám tu sĩ tứ tán khỏi phiên ưng sơn sơn mạch tu sĩ này tu vi phân niệm cảnh mặt mũi nhợt nhạt khi ngụy tác bỏ chạy đã uy hiếp y phải đưa gã ra khỏi nơi này sự thực thì nhiều tu sĩ lấy được đồ tốt liền rời khỏi trốn hỗn loạn có vô số tu sĩ và tu sĩ tu sĩ và yêu thú gia chiến này hiện tại ngụy tác trà trộn vào chỉ bằng mắt thường và thần thức không thể bị ai phát hiện vù qua phiên ưng sơn sơn mạch ngụy tác rời khỏi tu sĩ đó trực tiếp tới xuất tịnh hoa phi liên ép sát mặt đất mà lướt đi chạy mau a à, chỉ cần thoát được thì dù không tìm được đề hồ thánh quả cũng tương đương với có thêm hai linh căn tốc độ tu luyện chỉ kém hơn thiên linh căn tu sĩ mà thôi tuy trốn vào rừng nhưng lục bào lão đầu vẫn kêu gào lão ngụy tác đều hiểu đối diện lâm thái hư và hứa thiên ảo thì ít nhất cũng phải thoát được vạn dặm mới là an toàn một tu sĩ mặt rỗ mặc hoàng sam vô thành vô tức ẩn mình dưới mấy cây cổ thụ tu sĩ này ủ rột, là từ sắc nữ tu vừa kết đan thành công dịch dung thành sau khi kết đan thành công tại phiên ưng sơn thì nàng vội đến man hoang hoang nguyên ở mé sao có vẻ muốn rời khỏi đầm lầy có mảnh vỡ linh diệu cốc và thanh thành khư cuốn đến, sắp biến thành chiến trường hỗn loạn càng xa càng tốt. Chỗ nàng đứng chỉ ở rìa phiên ưng sơn. Có vẻ nàng sợ bị phát hiện, không dám phi độn mà cứ trốn ở đây. Nhìn về phía phiên ưng sơn, nữ tu mà qua vẻ ngoài cùng khí tức không thể nhận ra bản lai diện mục này lầm bầm, rồi định lướt đi. Thân ảnh tài vừa động, chưa lướt đi nổi năm trượng, nàng chợt tỏ ra thập phần khẩn trương. Phịch, cách nàng chừng 200 lai trượng đột nhiên lao ra một tu sĩ mặt vàng, chân cưỡi phi độn pháp bảo hình hoa sen là y gã rõ ràng dùng thuật pháp che đi khí tức bay lên không có tiếng động mãi khi song phương thấy nhau thì nữ tu mới phát hiện cách hai trăm trượng còn có một tu sĩ mục quang lóe lên nàng lại ngần người nhận ra đối phương là ai tu sĩ mặt vàng nhếch nhác bỏ trốn không có tí phong độ nào này đương nhiên là ngụy tác ngụy tác đang dị thường khẩn trương như cách nữ tu ẩn dấu khí tức còn trên của gã với thần thức của gã mà phái khi nàng đi thì mới phát hiện trên đường chạy trốn có một tu sĩ tồn tại thấy một tu sĩ mặt số mọc ra thì gã đương nhiên giật mình suýt nữa há miệng thè lưỡi nữ tu ngần người không tránh khỏi thị tuyến ngụy tác khiến gã lạnh mình quan trọng là ngụy tác dùng vọng khí thuật thì phát hiện tu sĩ mặt sỗ được bạc trong thủy quang không thể nhận rõ tu vi rõ ràng dùng thuật pháp che đi tu vi chân thực không đan giả chỉ là phân niệm cảnh như hiện tại ngươi là ai quen ta hả ngụy tác dừng lại quát lên chỉ cần đáp sai gã sẽ xuất thủ y chúng phi diễm lưu ảnh cấm chế y động thủ với đại sư huynh y thoát được khỏi tay đại sư huynh y thụ thương không nhẹ dùng thuật pháp phong ấn thương thế ngụy tác vừa lên tiếng hỏi thì nữ tù lướt qua thần sắc chấn kinh lóe lên đúng rồi ta nhận ra nhưng y không nhận ra ta chắc y thấy vẻ mặt ta lạ nên cho rằng có ác ý nói sai là y sẽ động thủ nghe ngụy tác quát thân thể nữ tù run lên tỉnh khỏi cơn chấn kinh đừng động thủ ta không có ác ý nữ tu tựa hồ không hào giao tiếp với người khác tại vạn thọ thành đã gặp bí giờ càng ít thời gian nên nàng không biết nói gì chỉ đành nói vậy nàng lại thấy mình nói năng không nhã mặt hơi ửng lên khẽ bổ sung tại hạ chỉ thấy các hạ chúng cấm chế của huyền phong môn nên kinh ngạc chúng cấm chế của huyền phong môn ngụy tác không biết nữ tu là trương phong dược gặp tại vạn thọ thành nên cả kinh nhưng chân nguyên lưu truyền rồi thần thức quét kỹ mà không phát hiện gì các hạ vừa cùng người huyền phong môn giao thủ đối phương là tu sĩ kim đan kỳ trở lên dùng pháp bảo công kích nữ tu đã liệu trước ngụy tác không phát hiện không đợi gã nói mà nhanh chóng bảo cấm chế này là thuật pháp đặc biệt khiến khí tức của các hạ mang theo khí tức của pháp bảo đó các hạ không thể nhận ra tại hạ tin bằng cách nào bản thân tại hạ không nhận ra thì sao các hạ biết ngụy tác nhíu mày hỏi nữ tu tin hay không cứ để tại hạ thì pháp giải trừ cấm chế là biết ngay nữ tu nhìn vào mắt gã tại hạ biết vì có mâu thuẫn với huyền phong môn hiện cũng đánh trốn người của huyền phong môn để các hạ thi pháp giải trừ cấm chế mỗi chúng mắt ngụy tắc lóe lên tựa hồ do dự mau lên không thì bị đuổi kịp tất các hạ khó thoát nữ tu hơi cuống lên ném một nạp bảo nang xuống đất nạp bảo nang của tại hạ cũng đã ném rồi nếu còn hoài nghi thì khi các hạ phát hiện tại hạ định sử dụng pháp bảo cứ việc động thủ tại hạ chỉ thi triển một đạo thuật pháp với tu vi của các hạ tất đoán được là giải trừ cấm chế hay công kích nhỉ được thi pháp đi ngụy tác giật giật chân mày hạ quyết định a à, nữ tu cuộn hai tay đột nhiên hiện ra mấy chục sợi thanh sắc ti quang bắn lên đỉnh đầu ngụy tác cơ hồ đồng thời trên mình gã rực lên hoàng sắc quang diễm ngưng thành một tấm phủ lục cực nhỏ rồi bị cuốn vào thanh sắc ti quang mấy chục tia thanh sắc ti quang quấn lấy kim sắc tiểu phủ tiểu phủ liền biến hình thành kim sắc tiểu thương mũi thương này giống hệ phá diệt thần thương của lâm thái hư phù tích tắc sau kim sắc tiểu thương quang ảnh bị mấy chục thanh sắc ti quang xé nát phá diệt thần thương của đại lâm thái hư nhìn rõ kim sắc tiểu thương nữ tu nhợt nhạt mặt mày lâm thái hư động dụng pháp bảo lai like này đối phó các hạ đúng thế uy năng pháp bảo này đáng sợ tại hạ vất vả lắm mới thoát được đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ không hiểu đạo hữu danh hiệu thế nào sau này có cơ hội sẽ báo đáp ngụy tác là cảnh ngốc cũng nhận ra đối phương giúp mình giải trừ cấm chế chỉ là không hiểu sao đối phương lại giúp tại hạ tên ngụy tác hỏi thế tuyệt sắc nữ tu tức thì thoáng qua hình ảnh gã khi nói bảo thạch địa long này nhất táo bón nặng lắm rồi nàng chợt xanh mánh, không nén được định buột ra tại hạ tên trương phong dực đoạn xem gã phản ứng thế nào nhưng mới được ba chữ thì lại không tiện đùa do dự một chốc tại hạ họ lam lam đạo hữu nữ tu có vẻ do dự ngụy tác càng nghi ngờ lam đạo hữu chỗ này quá nguy hiểm tại hạ phải đi trước ở đây quá gần đầm lầy ngụy tác không muốn có gì bất chắc nên nói với nữ tu đoạn định cất bước không kịp nữa các hạ mà phi độn thì sẽ bị đuổi kịp nữ tu nhăn nhó cản lại hiện tại các hạ đào một động quật trăm trượng thì chúng ta mới thoát được đào một động quật trăm trượng thân ảnh ngụy tác sững lại tỏ vẻ không hiểu phi ảnh lưu ảnh cấm chế này thì lâm thái hư chỉ cần thuật pháp cùng cảm giác được khí tức của các hạ nữ tu giơ ngón tay giải thích trong huyền phong thiên điện có bố trí một pháp trận qua đó có thể đoán được tu sĩ chúng cấm chế chạy đi đâu lợi dụng pháp trận này cũng chỉ đoán ra phương vị đại khái các hạ phi độn thì lại khác pháp trận của huyền phong thiên điện có thể nhìn rõ trong phương vị này có bao nhiêu tu sĩ phi độn rất dễ bắt kịp các hạ với thuật pháp che giấu khí tức của chúng ta chỉ cần dừng lại bất động dưới mặt đất trăm trượng thì pháp trận huyền phong thiên điện dù lướt qua phía trên cũng không cảm ứng được siêu cấp đại tông môn như huyền phong môn thủ đoạn được lắm ngụy tác mau đảo đi lục bào lão đầu kêu lên càng là siêu cấp đại tông môn lục bào lão đầu càng sợ vì siêu cấp đại tông môn chưa biết sẽ có cách siêu hồn đoạt thức gì đó quét sạch những gì có trong óc lão khí linh bị như thế dù không tiêu tan cũng sẽ thành sinh ngốc không cần lão kêu ngụy tác vung tay tế xuất phi kiếm cánh cửa đào dưới gốc cây to thế này đây là phi kiếm yêu tuyệt sắc nữ tu thấy phi kiếm cánh cửa thì tròn mắt bất quá tiếp đó tuyệt sắc nữ tu cũng tỏ ra kinh nghiệm nhanh chóng phối hợp với ngụy tác dùng nạp bảo nàng đựng đất đá gã đào lên rồi liên tục phát ra chân nguyên nồng đượm thủy linh chi khí cực độ vỗ lên thành động ngụy tác có hiệu suất phi thường phi kiếm cánh cửa cắm xuống xoay một vòng rồi gã dồn chân nguyên là đào lên được một cột đất đá quanh phiên ưng sơn sao đột nhiên xuất hiện tu sĩ còn cả nhiều cao gia yêu thú có chuyện gì thế nào các hạ không biết nơi này vô tình đi qua đầm lầy sau phiên ưng sơn có không ít đồ từ thanh thành cuốn tới có nhiều linh dược các tu sĩ đó đến cướp đoạt sao các hạ lại chạm vào lâm thái hư mộ chỉ cướp của y một nhánh linh dược lâm thái hư tu vi kim đan tứ trọng hiệu xưng đệ nhất nhân trong lớp trẻ thiên huyền đại lục có pháp bảo như phá diệt thần thương mà các hạ còn dám cấp linh dược lúc đó phong ngô thương đang đấu với y tại hạ tính rằng lấy được linh dược lúc y kịp phản ứng thì tại hạ đã thoát đi nghìn trượng tình hình khi ấy thập phần hỗn loạn mộ có bảy tám phần cơ hội thoát thân đâu ngờ lâm thái hư có pháp bảo như phá diệt thần thương phong ngô thương sao y lại ở đây y cũng bất phàm nếu không phải lần đầu xung kích kim đan gặp bất ngờ thì tu vi hiện tại chưa chắc kém hơn lâm thái hư y và lâm thái hư giao thủ ai thắng ai bại với bối cảnh và thân phận của họ chắc không căng quá một đấu một thì còn cơ hội lâm thái hư và chân võ thiếu chủ hứa thiên ảo liên thủ thì phong ngô thương không thể thắng trọng thương bỏ chạy nhưng đạo thuật pháp dẫn lạc tinh thần nguyên khí này lại thập phần kinh nhân đã đả thương lâm thái hư và hứa thiên ảo hứa thiên ảo cũng ở đó thuật pháp dẫn lạc bảy đạo tinh thần nguyên khí là bắc minh đấu chuyển nhân nguyên đại pháp phong ngô thương lại tu luyện thuật pháp này đấy là thiên cấp trung giai thuật pháp của ngọc thiên tông uy năng đối địch còn đáng sợ hơn nhiều môn thiên cấp đỉnh giai thuật pháp bị xếp vào thiên cấp trung giai chứ không phải cao giai vì môn thuật pháp này tổn thương hai đường lần nào cũng tổn hao nhiều khí huyết kim đan nguyên khí tương đương với triệu giảm thọ nguyên mà thi triển thuật pháp này phải kim đan tu sĩ mới có thể sử dụng nhưng kim đan tu sĩ thông thường sao dám thi triển phá diệt thần thương thật ra là pháp bảo phẩm giai nào phá diệt thần thương là huyền giai thượng phẩm pháp bảo trong lúc trò chuyện ngụy tác đã đào được trăm trượng quanh viên ưng sơn ẩm thấp đào được hai mươi trượng thì toàn là bùn loãng hòa cùng đá vách động chảy nước bất quá cũng không làm khó được ngụy tác chỉ cần kích phát thái cổ hung hỏa thì vách tường lập tức tan chảy rồi ngưng kết hình thành khắc sắc nham thạch dày dặn nước không thấm vào ngụy tác thân phận y thập phần quỷ dị có thể là cao giai tu sĩ của đại tông môn không thì sao hiểu ký thế về Lâm Thái Hư và Phong Ngô Thương, hiểu cả thủ đoạn và pháp bảo, trăm trượng là khu vực an toàn, Lục Bảo lão đầu thờ phào, trở lại Tinh Minh. Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu có thể coi là một một tiểu gian thương, một lão gian quỷ, Lục Bảo lão đầu nói là gã cảm giác được nữ tu này thân phận bất phàm. Gã cũng thấy nữ tu tuy cổ quái, nhưng không có ác ý, hiện tại nàng không muốn tiết lộ thân phận, gã cũng không ép mà hỏi dò tin tức về các siêu cấp đại tông môn. Quyền Phong Thiên Điện nếu mỗ không nhầm thì có lực phòng ngự huyền giai hạ phẩm lâm thái hư còn cả huyền giai thượng phẩm pháp bảo như phá diệt thần thương lẽ nào số lượng huyền giai pháp bảo tại đại tông môn như huyền phong môn và trần võ rất nhiều như hư cỏ rác ngụy tác vẫn đào có vẻ 100 trượng là an toàn thì ít nhất gã cũng đào hai 300 trượng sao lại cỏ rác được rõ ràng thường thì không ai nói năng với nữ tu bằng ngữ khí thoải mái như thế nghe ngụy tác nói thế thì nàng ta cũng lấy làm thú vị bật cười, huyền giai pháp bảo tại cả tu đạo giới đâu có nhiều, dù là tông môn như huyền phong môn và chân võ cũng chỉ có vài món. Pháp bảo trên tay Lâm Thái Hư vì y là chân truyền đại đệ tử của huyền phong môn, người kế thừa ngôi tông chủ, địa vị còn cao hơn trước pháp trưởng lão và thái thượng trưởng lão, có thể trực tiếp xử quyết nội môn đệ tử mà không cần thông chi cho trưởng lão. Y có một món pháp bảo như thế là bình thường. Huyền giai pháp bảo, chân võ cũng chỉ có mấy món. Ngụy tắc thở phào, nếu siêu cấp đại tông môn như chân võ, kim đan kỳ đại tu sĩ đều có một hai huyền giai pháp bảo thì gã khỏi cần thò mặt ra nữa huyền phong môn và chân võ có tiên giai pháp bảo ngụy tác đột nhiên nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng tiên giai pháp bảo uy năng gấp mấy lần huyền giai thượng phẩm pháp bảo phá diệt thần thương đã uy lực như thế nếu chân võ có tiên giai pháp bảo thì tùy tiện tu sĩ nào mang ra cũng giết được ngụy tác theo tại hạ biết nếu tu theo thói quen xòe ngón tay hiện tại tông môn của thiên huyền đại lục tựa hồ không phái nào có tiên giai pháp bảo không có tiên giai pháp bảo ngụy tác thở phào nghe nói chân võ tông chủ là thần huyền cảnh tu sĩ chân võ tông có mấy tu sĩ kim đan tam trọng trở lên chân võ tông tông chủ hứa linh vũ 20 năm trước đột phá đến thần huyền cảnh tu sĩ kim đan tam trọng trở lên có bốn người bàn long chân nhân cổ vũ chân nhân ngân nguyệt chân nhân bạch vũ chân nhân không đúng năm người cả hứa thiên ảo nhiều thế hả siêu cấp đại tông môn không hổ là siêu cấp đại tông môn phổ thông tông môn có một kim đan tam trọng đại tu sĩ tọa chấn đã được coi là đại tông môn cộng hết tông môn thiên huyền đại lục nam bộ mới có mười mấy kim đan đại tu sĩ chân võ tông là siêu cấp đại tông môn tu sĩ kim đan tam trọng trở lên nhiều thế nhỉ lục bào lão đầu hít hơi lạnh liên tục tông môn có mấy chục vạn đệ tử đúng là siêu cấp trong mấy tu sĩ kim đan tam trọng trở lên ai lợi hại nhất ngụy tắc trận tròng trắng lại hỏi các hạ hỏi nhiều thế về chân võ làm gì nữ tu lấy làm lạ nhìn ngụy tác thực không dám giấu tại hạ và chân võ có mâu thuẫn tất cả vì tại hạ cướp một thứ ngay trước mắt hứa thiên ảo ngụy tác bảo lần này hứa thiên ảo cũng có mặt các hạ cướp đồ ngay trước mắt y nữ tu tắt tiếng xem ra các hạ chạm vào không ít đâu nợ nhiều cũng không sao chạm cũng chạm rồi ngụy tác xua tay tiếp tục đào phù nữ tu mỉm cười trong mấy người này bạch vũ chân nhân tu vi kim đan tứ trọng còn lại đều kim đan tam trọng cụ thể thần thông thế nào thì tại hạ không biết ai lợi hại nhất hứa thiên ảo thì tại hạ cũng không biết là kim đan tam trọng hay kim đan tứ trọng bất quá y cũng như lâm thái hư thân phận bất phàm còn nhiều bảo vật hơn các thái thượng trưởng lão các hạ biết nhiều thế thân phận chắc bất phàm ngụy tác nhìn nữ tu các hạ và huyền phong môn có mâu thuẫn gì tại hạ có một thứ huyền phong môn muốn lấy nữ tu do dự một chốc còn vì sao tại hạ biết vì tại hạ là tu sĩ thiên huyền đại lục trung bộ tiếp xúc với các tông môn đó nhiều tu sĩ và tông môn nơi khác thì tại hạ mù tịt Hả? Ngụy tác không hỏi nhiều, đã đào gần 300 trượng, chắc được rồi. đã lại đào ngang, nhanh chóng đào mấy gian phòng. Sao các hạ đào quen như thế? Nữ tu cũng tròn mắt. Trước kia mộ có đào động phủ, quen rồi. Ngụy tác cười hắc hắc. Thương thế các hạ sao rồi? Nữ tu như nhớ ra, đột nhiên hỏi ngụy tác. Các hạ nhận ra mỗ thụ thương, ngụy tác giật giật chân mày. Mỗ tu luyện một loại thuật pháp, đại khái nhận ra, nữ tu gật đầu. Oanh, oanh, oanh ngụy tác chưa kịp nói gì thì mặt đất rung lên trầm trầm là tiếng huyền phong thiên điện phi hành huyền phong thiên điện đang ở gần đây từ giờ không nên động dụng thuật pháp nữ tu khẩn trương hẳn hạ giọng dặn ngụy tác ách ngụy tác chợt sờn gai ốc đến gần gã ngửi thấy mùi u hương trên mình nữ tu hiện tại nữ tu này với gã là một tu sĩ mặt sỗ chính thống nhưng một nam tử mà có mùi thơm như nữ nhân thì ngụy tác dĩ nhiên dùng mình gã chợt thấy vì sao lúc trước cứ gần gợn hóa ra thần thái tu sĩ mạt rỗ này quá ẻo lả tiếng động do khí lưu phát ra trong lúc huyền phong thiên điện phi độn mãi một tuần hương sau mới tan à y không có sở thích đố chứ tiếng huyền phong thiên điện phi độn tắt đi ngụy tắc lòng người ngoái nhìn nữ tu giả thành tu sĩ mặt dỗ tức thì gã lạnh người không nhìn thì thôi nhìn là giật mình vốn gã thấy thần thái tu sĩ mạt dỗ hơi ẻo lả giờ đến gần gã nàng lại đỏ mặt đừng ra lâm thái hư không dễ đi như thế đâu ít nhất phải tìm sáu bảy ngày Thỏ ra sẽ dễ bị y phát hiện ngụy tác theo ý thức cách đối phương ra mở ô tê chút nữ tu đương nhiên không biết gã nghĩ gì hiểu nhầm ý thì kéo áo khẩn trương nói tìm trong sáu bảy ngày ngụy tác nhíu mày đối với gã tu sĩ mặt dỗ có sở thích đó không cũng vô vị nhưng sáu bảy ngày thì cần quan tâm thương thế tuy đã dùng chân ma phong thể thuật phong bế nhưng thời gian phong ấn càng lâu thì thương thế ác hóa càng nghiêm trọng cả thanh hư đằng Lệ Nhược Hải cũng bảo phải di thực trong vòng 7 ngày. Không thì khi tiếp xúc với địa khí, Thanh Hư Đằng sẽ khô héo. Lệ Nhược Hải bảo Thanh Hư Đằng hữu dụng với thần huyền pháp tướng thì gã đã tính xong, lấy được Thanh Hư Đằng sẽ di thực, dùng lục tinh kỳ dị để nó tiếp tục sinh trưởng, tăng gia dược lực. Gã sẽ không chỉ dùng Thanh Hư Đằng tu thêm hai linh căn, chuẩn bị cho tiên căn ngũ mật mà còn cho khi xung kích thần huyền cảnh. Ngụy Tác biết mình rất có hy vọng đạt tới thần huyền cảnh, nên Thanh Hư Đằng cực kỳ hữu dụng thương thế của các hạ có vấn đề gì hả nữ tu vốn băng tuyết thông minh hơi nhíu mày rồi nghĩ ra nguyên nhân thời gian phong ấn thương thế càng lâu thương thế ác hóa càng nghiêm trọng ngụy tác gật đầu các hạ liệu thương đi tại hạ sẽ hộ pháp nữ tu nói thấy ngụy tác lại tỏ vẻ tắt tiếng nàng ta mới kịp phản ứng các hạ sợ tại hạ dở trò nói thật thì cũng hơi lo vì chúng ta không quen biết ngụy tác càng lúc càng thấy nữ tu quen thân yên tâm đi Trước phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư còn thoát được thì thần thông khẳng định cao hơn tại hạ, không cần lo, nữ tu nhìn ngụy tác, sơ ngón tay ra. Tu vi của các hạ cấp nào, ngụy tác vẫn không yên tâm, nhìn nữ tu hỏi. Tại hạ tu vi kim đan nhất trọng, nữ tu thoáng nghĩ, hiện tại huyền phong thiên điện không ở gần, nên đào thêm một, hai trăm trượng, các hạ đào nhanh lắm. Đào xuống thêm một, hai trăm trượng, ngụy tác không hiểu, vì sao? Các hạ không yên tâm cơ mà, kim đan không giả được, tại hạ sẽ trực tiếp bà tế xuất kim đan cho các hạ xem sẽ biết ngay là tu vi kim đan nhất trọng nếu tu nghiêm túc thuật pháp của tại hạ che giấu được cả kim đan khí tức nhưng kim đan tế xuất ra thì sẽ có linh khí dao động đào xuống thêm một hai trăm trượng sẽ an toàn hơn dù huyền phong thiên điện ở ngay trên đầu chúng ta cũng không thể phát hiện đại ca đúng là người tốt ngụy tác cảm kích vô cùng suýt nữ yếu nói vậy gã cảm thấy nữ tu đúng là nhân chí nghĩa tận để gã tin mà chịu cho xem cả kim đan nếu tế xuất kim đan thì sẽ tổn hao huy năng chứ trả chơi bất quá gã cũng vô sỉ cảm kích thì cảm kích chứ không cự tuyệt gật đầu ngay gã lại nhanh nhẹn đào xuống tiếp rất nhanh gã đào được hơn 200 trăm trượng tạo thành một thạch thất xem đi nữ tu thấy ngụy tác hoàn công thì không dườm lời hào quang như sóng nước trên đầu tòa rộng kim đan bay lên Thủy linh nguyên khí nồng quá chắc là Thủy linh căn tu sĩ kim đan to thế này chắc tu luyện thiên cấp công pháp kim đan của nữ tu bay lên Lục Bảo lão đầu liền kêu lên trong tay Ngụy Tác. Ngụy Tác có cùng cách nghĩ. Kim đan của nàng nhãn bóng, lưu động từng vòng hào quang và quang văn, rõ ràng tu vi kim đan nhất trọng, nhưng kim đan lại cỡ trứng ngỗng, quanh lam sắc kim đan có thủy quang nguyên khí trong veo, thủy linh khí tức cực kỳ nồng hậu. Không nhìn kim đan thì không sao, nhìn rồi càng không yên tâm, nhìn viên kim đan, Ngụy Tác thở dài. Vì sao? Nếu tu ngẩn ra, kim đan của đạo hữu thế này chứng tỏ công pháp cùng thuật pháp đều thập phần kinh nhân ngụy tác nhún vai rõ ràng tu sĩ kim đan nhất trọng không so được nên làm sao đây nữ tu thu kim đan nhớ mày lo lắng các hạ có pháp bảo lợi hại nào không ngụy tác lại hỏi không nữ tu lắc đầu một món pháp bảo đạo giai trở lên cũng không tính cách các hạ thế nào ngụy tác sở khóc sở cười thế nào là thế nào tại hạ sao hả nữ tu kỳ quái nhìn gã tại hạ hỏi gì các hạ trả lời hết rồi cả tu vi và pháp bảo cũng tiết lộ thì còn sợ tại hạ đối phó hả ngụy tắc nghiêm túc nhìn nữ tu khuyên can ban nãy tại hạ chỉ đùa thôi các hạ giúp mỗ thoát khỏi lâm thái hư kim đan cũng cho mỗ xem đến thế thì lẽ nào mỗ chưa tin bất quá chúng ta gặp nhau lần đầu sao các hạ lại tin mỗ vạn nhất mỗ là hạng tu sĩ giết người cướp của thì sao sau này đừng thế nữa nhân tâm hiểm ác không nên có lòng hại người nhưng cũng phải đề phòng chúng ta không phải gặp lần đầu nữ tu chu môi thầm nhủ nhưng lại nói tại hạ nhận ra các hạ không phải như thế nên mới tin đại ca thật thà quá chi nhân chi diện bất chi tâm đầu thể trong mặt mà bắt hình dong tu sĩ với nhau cần phải kinh qua sinh tử khảo nghiệm hoặc cùng hợp tác có lợi ích lớn mà vẫn giữ lời thì mới có thể tin nhau tu sĩ như chúng ta sợ nhất là gặp trợ thủ quá ngốc trong tu đạo giới không ít người từng chết dưới tay trợ thủ ngụy tác nói hăng say còn vỗ vai nữ tu a à, nữ tu lắng nghe gã đang định hỏi là các hạ có khát không thường thế làm sao rồi có nên bớt nói để liệu thương chăng đột nhiên bị ngụy tác vỗ lên vai thì khẽ hô mặt đỏ lên trước kia nữ tu chưa từng có cơ hội nói năng thoải mái như thế với nam tu nói gì bị nam tu sở vào thân thể thành thử phản ứng cũng dữ dội hơn a à, ngụy tác cũng tròn mắt gã xuất thân là tiểu gian thương ở linh nhạc thành nên khi tinh minh thì còn hơn cả lục bà lão đầu hiện tại biết nữ tu đáng tin nên vỗ vai là hành vi thăm dò sau cùng trong tình huống gần nhau thế này nếu một tu sĩ có ý đồ xấu với người khác thì sẽ rất cẩn thận. Ngụy Tắc đột nhiên xuất thủ chạm vào, thì chưa biết trường đối phương sẽ phản ứng dữ dội, có khi còn động dụng thuật pháp ngăn cản. dù phản ứng trong tích tắc, thì qua dáng vẻ biến đổi tất sẽ nhận ra manh mối. nhưng phản ứng của nữ tu lại nằm ngoài ý liệu. nữ tu rõ ràng rất yên tâm về gã, gã chạm vào mà không hề phản ứng hay đổi sắc, như bạn cũ tin nhau, nhưng động tác tiếp theo của nàng khiến Ngụy Tắc tròn mắt nữ tu rõ ràng đỏ mặt nhất là tiếng kinh hô rất tiêu hồn ngụy tác có cảm giác xáo động như khi đột nhiên tập kích cơ nhã lẽ nào y đúng là a à, ngụy tác không nén được run lên sao hả nữ tu nhận ra phản ứng của mình tựa hồ hơi quá định thần hỏi không có gì ngụy tác quyết định nói thật để tu sĩ mặt dỗ không nghĩ lung tung về mình Tao rõ thần sắc ngưng trọng hỏi nữ tu chuyện đó làm đạo hữu có phải có sở thích đó sở thích đó nữ tu nghi hoặc nhìn gã là các hạ không thích nữ nhân mà nam nhân ngụy tắc nói luôn nữ tu một không ngờ gã hỏi câu này có lẽ vì gã qua những hành động của nàng nên mới đi đến kết luận đó tức thì nàng ta càng đỏ mặt không biết nên đáp thế nào yên tâm mỗ hiểu hiểu mà thấy nữ tu như thế ngụy tác tưởng nàng mặc nhận gật gù bất quá tại hạ không có sở thích đó đạo hữu ngụy tác nói vậy nữ tu giờ khóc giờ cười nhưng nghĩ cũng đúng mình giải thích không rõ nên đành gật đầu yên tâm tại hạ không nghĩ gì khác về các hạ vậy thì tốt tại hạ sẽ đào thêm hai gian phòng chuẩn bị liệu thương ngụy tác bật cười các hạ cần gian tĩnh thất đó các hạ mang theo những thứ này nữ tu tròn mắt nhìn ngụy tác đào xong mấy gian phòng thì dùng thái cổ hung hỏa theo đốt tường lấy từ một nạp bảo nang ra đủ thứ từ thảm ngân ti thảo bàn ghế ngọc linh mộc để giúp cho không khí trong lành minh châu để soi sáng rất nhanh mấy gian phòng trở thành chỗ ở cấp cao ngay. Thế nào, mang theo những thứ này lạ lắm sao? Tại hạ không có gì nhiều truyền nạp bảo nang, ngụy tác cười hắc hắc, tu sĩ như chúng ta, thường hay qua đêm ở ngoài thiên khung, mang theo thì dễ chịu hơn. Nhưng sư tôn nói xa hoa và hưởng thụ là những thứ ảnh hưởng đến tu sĩ tu hành nhất. Nữ tu nói, chỉ có vứt bỏ thì mới một lòng tu luyện, có được thần thông thông thiên, đứng trên thiên địa. Đức rồi, chỉ tu luyện mà không hưởng thụ, không thể làm việc mình thích, tu luyện cũng không có ý nghĩa ngụy tác bĩu môi còn đứng trên thiên địa thì đừng trách tại hạ nói xấu sư tôn các hạ tu sĩ tu luyện là dựa vào thiên địa nguyên khí dựa vào thiên địa mà còn muốn đứng trên đầu thiên địa thì có khác gì người ta cho mình ăn cơm nuôi dưỡng mình mà mình còn định cưỡi lên đầu nô dịch người ta tu đạo giới từ cổ đến giờ nhiều người muốn thành thần thành vương lắm nhưng sau cùng cũng như nhau quyền đầu cứng hơn không bị bắt nạt là được lắm rồi các hạ nói có lý mắt nữ tu lóe lên không thể làm việc mình thích tu luyện cũng không có ý nghĩa quan trọng là câu sao cùng của mỗ quyền đầu cứng thì mới không bị bắt nạt mới được làm việc mình thích cứ hưởng thụ cứ nghĩ cách tu luyện để cao tu vi là được ngụy tác thấy nữ tu nghe lời thì không nén được khuyên can làm đạo hữu sở thích của đạo hữu có thể sửa được thì sửa với tu vi như đạo hữu lo gì không tìm được nữ tu quốc sắc thiên hương tính tình hiền dịu nữ tu hay lắm nếu song tu còn có thể để thăng tu vi đạo lý tu luyện công pháp là thế thích nam tu có lợi gì đâu sao đạo hữu cứ phải thích nam tu tại hạ nữ tu không ngờ ngụy tác lại nói đến việc này nên giờ khóc giờ cười đúng rồi chỉ bằng tặng các hạ hai thứ xem xong sẽ thích nữ tu ngay ngụy tác ra vẻ đã giúp đỡ thì giúp cho chót lấy từ nạp bảo nang ra hai thứ đưa cho hai vật này là một quyển tranh và một quyển sách nhỏ chuyện đó nữ tu hiếu kỳ mở quyển tranh ra liền ngẩn người mấy tấm tranh đều vẽ thủy linh nhi mấy bức mà ngụy tác vẫn treo lúc còn ở linh nhạc thành trình độ vữ mấy bức này thập phần cao minh Thủy linh nhi trong tranh khuynh quốc khuynh thành cơ hồ từ trong tờ giấy bước ra các hạ cho tại hạ cái này là ý gì ngẩn giai đoạn nữ tu cực kỳ thấp thỏm hỏi ngụy tác đây là thủy linh nhi thế nào đẹp chứ không có nam tu nào không thích đâu mỗi thấy đạo hữu chắc cũng thích thế nào thấy nàng ta rồi đạo hữu cũng sẽ cho rằng nữ tu tốt hơn thế nào động lòng không y lại mang theo những bức tranh này nữ tu tắt tiếng nhìn quyền tranh và ngụy tác đang hưng phấn thế nào động lòng hả những bức tranh này theo mỗi nhiều năm mỗ coi là bảo bối hôm nay tặng cho đạo hữu ngụy tác thấy nữ tu không nói thì tưởng nàng động lòng càng hì hả nữ tu nhìn lên ngực bức tranh vị trí này hơi xám lại màu sắc xỉn đi à bị mỗ sờ chỗ đó ngụy tác nháy mắt ra vẻ các hạ hiểu đấy khi ấy tuổi trẻ khinh cuồng mà thật ra tại hạ về lấy nàng ta làm động lực tu luyện các hạ cứ nghĩ xem nếu tu vi cao sẽ có một đạo lữ song tu như thế động lực tu luyện khẳng định rất lớn ngụy tác nói vậy nữ tu suýt nữa ngất xỉu a à, nàng không biết nên nói gì mở cuốn sách còn lại ra xem là gì kết quả nàng đò ửng mặt mày ném trả ngụy tác thu mấy bức tranh lại rồi vào một gian tĩnh thất mấy bức tranh này tại hạ lấy những thứ khác tại hạ không cần trong tĩnh thất ngụy tác vừa hoàn thành một chốc sau mới vang lên tiếng nữ tu hắc hắc y cũng như ta xưa kia còn nguyên nên e thẹn ngụy tác nhìn quyển sách bật cười hóa ra gã lấy ra quyển sách kiếm được tại hài liệp đại hội vẽ năm tu nữ tu cào lộ xem ra bị lực của thủy linh nhi lớn thật y lấy tranh của nàng ta có thể từ nay sẽ đổi sở thích nếu thấy chân diện mục của tuyệt sắc nữ tu chắc sẽ tròn mắt nhưng lúc đó gã thập phần đắc ý cho rằng mình làm việc tốt lướt vào một gian tĩnh thất vào gian tĩnh thất ngụy tác thả hắc minh cốt quân ra đặt ở cửa làm hộ pháp ngụy tác lấy từ nạp bảo nang ra một viên đan dược liệu thương giải trừ chân ma phong thể thuật, nhắm mắt lại. Hai ngày tiếp theo, gã bất động như đang ngủ. Bên ngoài gian tĩnh thất, nữ tu bị ngụy tác cho là có sở thích khác đời, không quấy nhiễu. Bất quá hai ngày nay có năm, sáu lần vang lên tiếng ầm ầm ở trên. Thanh âm rõ ràng là huyền phong thiên điện phi luận qua, đúng như nữ tu nói, Lâm Thái hư quả nhiên không ngã lòng, chưa rời man hoang hoang nguyên. Gần nửa đêm hai hôm sau, lại có tiếng ầm ầm vọng xuống. Còn chưa ngã lòng cơ à? Ngụy Tác mở mắt kiều khẽ. Lần này thụ thương, chủ yếu vì Kim Đan bị va đập, thể nội chân nguyên kịch liệt chấn động khiến kinh mạch phá tổn. Thương thế này tuy tổn thương nhiều chỗ, ảnh hưởng lớn đến thi pháp, lại phải sử dụng chân nguyên nên bị thương càng nghiêm trọng, nhưng hiện tại liệu thương thì phục nguyên nhanh hơn vết thương bình thường nhiều. Từ sau trận tiểu Dạ Sơn, Ngụy Tác không thiếu đan dược, thành thử tổn thương nhục thân đã khôi phục gần hết, có điều Kim Đan uy năng chỉ còn 8, 9 phần trường hà thao thiên quyển tổn thất nhiều nguyên khí nếu không bế quan tu luyện thì phải một hai tháng mới mong hoàn toàn khôi phục mắng thở một lúc ngụy tác không đứng lên tiếng ầm ầm tan đi thì mục quang mới lóe lên lấy một thứ lớn từ nạp bảo cổ dưới ra vật đó chiếm hơn nửa gian tĩnh thất là một tảng đá hình con trâu ngồi Đái có mọc thanh hư đằng mà gã cố công dành về người định di thực cả nhánh hay cắt ra một đoạn để tu luyện linh căn còn dễ thì di thực để nuôi dưỡng ngụy tác vừa kêu xong lục bào lão đầu không nói gì nhưng gã lấy ra thanh hư đằng thì lục quang lóe lên lão tử dưỡng quỷ quán thỏ ra quan sát linh dược còn hiếm hơn cả từ hồ hoa lệ nhược hải nói thông thường trong vòng 7 ngày phải di thực lâm thái hư có vẻ trong 7 ngày sẽ không đi khỏi di thực ở dưới lòng đất thế này không ổn để chắc ăn thì dùng cho tu thành linh căn đã cho dễ vào bảo nguyên ngọc thì sau này thực không thành vấn đề ngụy tác lấy bảo nguyên ngọc hạp ra đồng thời liếc lục bào lão đầu kim lôi thần mộc và thanh hư đang cần bao nhiêu thời gian luyện hóa như thế an toàn nhất lục bảo lão đầu hơi trầm ngâm gật đầu tu vi của ngươi luyện hóa kim lôi thần mộc và thanh hư đằng tối đa chỉ năm sáu ngày ngụy tác phất tay chân nguyên bao lấy gò đất trên tảng đá hình con trâu ngồi sang bên nửa phía trên tảng đá là chất đá nhưng nửa dưới là thanh ngọc thanh hư đằng sinh trưởng trong thanh ngọc dễ còn nhìn rõ dài không đầy nửa thước như nhánh nhân sâm rất đặc biệt thanh hư đằng và kim lôi thần mộc có thể trực tiếp luyện hóa ngụy tác vung tay lấy kim lôi thần mộc lôi cương khí tức cực nồng ra hỏi lục bảo lão đầu có thể cùng trực tiếp luyện hóa lục bảo lão đầu khẳng định thử dược lực đã ngụy tác vung tay cách cách chân nguyên bao lấy phủ văn tinh kim hắc sắc tiểu đao cắt một khúc thanh hư đằng ngụy tác chỉ cắt một tấc thanh hư đằng đoạn gã quan sát biến hóa thanh hư đằng không thay đổi gì cũng không héo tàn chỗ bị cắt nhỏ ra thanh sắc chấp dịch ngừng kết lại như một viên thanh sắc tinh châu thanh sắc tinh châu ánh lên từ sắc hà quang rất đặc biệt gã thở phào cắt tiếp một mảnh kim lôi thần mộc kim lôi thần mộc cũng như vòng ngoài vàng rực rỡ lôi cương khí tức cực nồng nhìn kim lôi thần mộc ngụy tác lắc đầu nếu lục bảo lão đầu không cho biết thì gã sao ngờ thứ nửa giống gỗ nửa giống tinh kim lôi cương khí tức cổ quái thế này mà lại ăn được bất quá lắc đầu thì lắc đầu đương nhiên vẫn phải ăn chân nguyên ba lấy ngụy tác nuốt màu kim lôi thần mộc và thanh hư đằng a à, ngụy tác cảm nhận được được chân nguyên tới nhuần kim lôi thần mộc và thanh hư đằng toát ra linh khí linh khí do kim lôi thần mộc luyện hóa ra màu xanh xen vàng luồng vào cũng như tia chớp linh khí của thanh hư đằng lại màu đỏ tía như từng dải mây hai loại linh khí dung hợp thì phát sinh dị biến triệt để phân thành thanh sắc và kim sắc linh khí thanh sắc linh khí nhẹ hơn nổi trên kim sắc linh khí tầng lớp phân minh hai loại linh khí cực kỳ tinh thuần thanh sắc linh khí tan vào chân nguyên ngụy tác cảm giác toàn thân mát lành như đang đứng ở nơi mênh mông sắc xuân biêng biếc mũi miệng đều gập mùi thơ hoa cỏ mát lành kim sắc linh khí tan vào thì gã cảm giác toàn thân tê tê như đứng trong đám mây đầy điện chớp vô số thiểm điện chui vào thân thể rất nhanh ngụy tác được dù là kim lôi thần mộc hay thanh hư đằng phát ra linh khí tính chất đều không mãnh liệt không ảnh hưởng đến thân thể tu sĩ cách 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 từng mảnh kim lôi thần mộc và thanh hư đằng được gã cắt ra nốt chừng gã không ngừng luyện hóa hai loại linh dược sau bốn ngày kim lôi thần mộc chỉ còn lại cỡ bàn tay thanh hư đằng bị cắt sát dễ còn không đầy nửa thước ầm ầm phía trên lại vang lên tiếng ầm ầm là tiếng huyền phong thiên điện bay thấp lâm thái hư vẫn chưa ngã lòng tìm kiếm ở man hoang hoang nguyên này cùng lúc trên mình ngụy tác nổ khẽ tiếng động không vang khỏi tĩnh thất nhưng như từ rất xa vọng về tạo ra cảm giác mênh mông như một cơn mưa chút xuống có gì đó đang nảy mầm gã mở bừng mắt rực lên năm giải quang hoa hình rễ cây một trắng một đỏ một xanh một vàng kim và một giải mới ẩn ẩn ước ước chưa nhìn rõ băng linh căn hỏa linh căn mộc linh căn lôi linh căn và nửa thủy linh căn tốc độ luyện hóa kim lôi thần mộc và thanh hư đằng nhanh hơn lục bào lão đầu dự tính chỉ bốn ngày nhờ kim lôi thần mộc và thanh hư đằng ngụy tác tu thành lôi mộc lưỡng linh căn lâm thái hư lúc này còn tìm tung tích gã gã lại thành tự tứ linh căn tu sĩ ngay trước mắt y bốn linh căn hư ảnh rưỡi nhanh chóng lặn xuống ngụy tác lại nhắm mắt gã cầm ngộ có thêm hai linh căn thì sẽ thay đổi thế nào được lắm gã hơi run lên mở mắt hiện rõ vẻ kinh hỉ. đột phá kim đan tu vi thể nội gã mở được hơn một vạn khiếu vị như hơn một vạn thần hải hơn một vạn khiếu vị vốn giống một thế giới Giờ trong vô số tiểu thế giới đó tựa hồ xuất hiện khí tượng biến hóa, có thêm sinh khí, tựa hồ phong vũ lôi điện đang hình thành. Cảm giác này rất đặc biệt, như lúc thiên địa sơ khai, các loại nguyên khí sinh thành biến hóa thế nào. Thiên địa vạn vật, sông núi mênh mang, nhật nguyệt tinh thần, nhỏ như một viên thủy châu, một hạt bụi cũng do nguyên khí cấu thành. Thiên địa sơ khai, các loại nguyên khí sinh thành, quá trình biến hóa là quá trình tạo vật. Cảm thụ quá trình này là cảm thụ bản nguyên nhất khiến tu sĩ hiểu hơn về nguyên khí vẫn tu luyện đối với tu luyện công pháp điều dụng nguyên khí cảm giác càng rõ thì tu tốc độ luyện hấp nạp nguyên khí càng nhanh hiện tại ngụy tác cảm giác đức chỉ nguyên tu thành lôi mục lưỡng hệ lưỡng căn thì tốc độ tu luyện và hấp thu linh khí cũng nhanh hơn trước hai phần sau đó sẽ liên tục cảm ngộ khẳng định còn khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn tứ linh căn tu sĩ gần như đạt mức thiên linh căn tu sĩ thiên phú tối cao trong tu đạo giới Hiện tại Ngụy Tác đã hiểu vì sao thiên phú thiên linh can tu sĩ thường có thành tựu kinh nhân. Một tu sĩ từ bé đã có tốc độ tu luyện luyện hóa linh khí hơn hẳn phổ thông tu sĩ, cảm thụ tinh tế, về thiên địa nguyên khí, so ra cũng như một bên là trong một bó dây đồng có trộn một sợi dây vàng, còn bó khác toàn là dây vàng giúp là được. Cách biệt quá lớn, một trên trời một đứng dưới đất, chả trách được gọi là thiên linh can tu sĩ. Ngụy tác dám chắc dù không tìm được đề hồ thánh quả, để thì có thêm một linh căn cũng rất có lợi kim lôi thần mộc chỉ còn chút xíu này tạm thời vô dụng bất quá thanh hư đằng thập phần hữu dụng đối với việc đột phá đến thần huyền cảnh nhất định phải giữ sầm tối ngụy tác thành công tu thành lôi mục lưỡng hệ linh căn không vội gọi lục Bảo lão đầu ra mà thu kim lôi thần mộc lại nhìn lên thanh hư đằng dù dùng mắt thường hay thần thức hiện tại thanh hư đằng còn không đầy nửa thức này không hề có dấu hiệu héo đi gã không dám chậm trễ vỗ lên nạp bảo nang đựng đồ quan trọng lấy bảo nguyên ngọc hạp ra gã dùng chân nguyên bao lấy chấn nát miếng ngọc mà thanh hư đằng ăn dễ nhổ cả dễ ra bảo nguyên ngọc hạp chỉ một thước trong đó còn đựng một mầm diệt tiên đằng thanh hư đằng cùng dễ mới dài chừng thước rưỡi nhưng thấy dễ nó mềm nhũn thì ngụy tác không cắt mà hơi gấp lại nhét vào bảo nguyên ngọc hạp bất quá đựng diệt tiên đằng và thanh hư đằng thì bảo nguyên ngọc hạp chật ních không thể đặt thêm nữa thấy thanh hư đằng không thay đổi gì ngụy tác thở phào thu bảo nguyên ngọc hạp lại tiếng ầm ầm của huyền phong thiên điện đã tắt ngụy tác hơi trầm ngâm vỗ lên hai nô thú đại thả dương chi điều và phệ tâm trùng ra lão đại thả đệ ra đi dương chi điều hiện thân trong quang hoa của nô thú đại nói ngay a à, mục quang ngụy tác không nhìn linh điều mà nhìn phệ tâm trùng phệ tâm trùng đã tỉnh lại phệ tâm trùng tỉnh lại coi như tiến giai đã hoàn thành đối với ngụy thì đương nhiên là niềm vui lớn phệ tâm trùng tiến giai tuy không phải lần nào cũng lột xác nhưng đều ngủ chừng 10 ngày phệ tâm trùng không đổi về thể hình không biết phệ tâm trùng lần này tiến ra được dị năng gì trong óc ngụy tác đương nhiên có ý nghĩ này đầu tiên cơ hồ cùng lúc thân thể phệ tâm trùng đột nhiên rung lên toát ra nguyên khí nguyên khí hoàn toàn trong suốt mắt thường khó thấy hả dương chi điều cũng kinh nghi nháy mắt gần thế này dương chi điều tuy không thấy phệ tâm trùng nhưng hơi cảm giác được khí tức ít nở hát cũng biết có ẩn hình yêu thú nhưng nguyên khí trong veo đó tràn ra thì nó lại cảm giác thấy phệ tâm trùng như biến thành thủy khí, không còn lại yêu thú. đây là dị năng tiến giai. Ngụy Tác quét thần thức vào, tròn mắt. với thần thức hiện tại của gã, cơ hồ khó cảm giác được yêu khí của phệ tâm trùng. nếu không nhờ tâm thần tương thông tất cả chỉ thấy có một giải nước ở đây. phệ tâm trùng tiến giai được năng lực che giấu khí tức cao hơn. thế này mà giờ trò chẳng phải càng tiện sao? Ngụy Tác không cần thử đã khẳng định, nếu phệ tâm trùng mà thổ độn, dù là tu sĩ kim đan tam trọng cũng vị tất cảm giác được nó vì bản thân nó cũng có thủy khí giờ vệ tâm trùng đã tăng tiến linh trí không thì khi gã muốn biết nó có dị năng tiến giai gì thì lập tức thi triển có vẻ năng lực thuật pháp vệ tâm trùng tiến giai được thuộc thủy hệ nhưng hoang cổ bạch trạch hình như không phải thủy hệ ưu thú lẽ nào cùng với linh khí của bàn long chân nhân mà biến dị thật ra thế nào thì ngụy tác không biết nếu vệ tâm trùng biết bay thì còn lợi hại thế nào ngụy tác lập tức nghĩ ngay ra con bà nói chứ, tới đây phải tìm cách để nó tiến ra được thuật pháp phi độn, ngụy tác lầm bẩm Âm hiểm quá, ghê người, dương chi điều cũng dùng mình. Vân vũ thuật, vân vũ phủ không phải thứ cao cấp gì, dù không có thì cũng rất dễ đổ mưa. Nghĩ đến cảnh khi mưa rào, đột nhiên có một giải nước. Không, một con vệ tâm trùng rơi lên đầu thì đáng sợ. Âm hiểm thế nào, nghĩ cũng đủ lạnh mình. Lén bàn chân đã phi thường âm hiểm rồi. Cơ hồ mọi tu sĩ khi đối địch đều không đứng dưới đất, chỉ cần vệ tâm trùng biết phi độn thì mới thật sự hữu dụng phong hoàng tứ túc thiếu là phong hệ yêu thú chưa biết chừng sẽ khiến vệ tâm trùng tiến hóa được năng lực phi độn ngụy tắc nhớ đến số phong hoàng tứ túc thứ săn được trên đường đến hoàng đạo thành phong hoàng tứ túc là ngũ cấp đề dài phong hệ yêu thú cơ hồ mọi phong hệ yêu thú đều bay được khi ấy lệ nhược hải và bọn kỳ long sơn cho gã hết số phong hoàng tứ túc thứ săn được trong nạp bảo nàng hiện giờ còn chứa hơn 4.000 con phong hoàng tứ túc thiếu ngày ấy phong hoàng tứ túc thiếu đủ cho phệ tâm trùng tiến dài đảo mắt xong nạp bảo nang lóe lên linh quang ngụy tác đem thi thể cổ ngạc động chủ và bạch kiếm không ra dùng phong hoàng tứ túc thứ nuôi dưỡng vệ tâm trùng có thể sẽ tiến dài được năng lực phi độn nhưng đẳng cấp phong hoàng tứ túc thứ hơi thấp tác dụng với vệ tâm trùng không cao mỗi ngày nó chỉ ăn hết hơn 10 con phong hoàng tứ túc thứ là cùng phải ăn khá lâu mới có thể tiến dài tu sĩ đến cỡ bản long chân nhân và cổ ngạc động chủ thì tác dụng đối với phệ tâm trùng thập phần kinh nhân, ăn vào không lâu sẽ tiến dài. Phù Phệ tâm trùng bắt đầu ăn, tâm thần tương thông với ngụy tác nên gã nhận ra nó đang thèm thuồng. Rõ ràng, cổ ngạc động chủ kim đan tam trọng và bạch kiếm không kim đan lưỡng trọng, đối với phệ tâm trùng cũng tương đương với hai nhánh cao dài linh dược hiếm có. Còn chưa đủ Đầu cổ ngạc động chủ và bảo phiến chân nhân bạch kiếm không nhỏ hơn đầu hoang cổ bạch trạch không biết bao nhiêu lần. Thoáng sau, phệ tâm trùng đã ăn xong phệ tâm trùng tạo cho ngụy tắc cảm giác tuy nó thập phần hương phấn nhưng chưa đã mục quang lóe lên ngụy tắc thu lại thi thể cổ ngạc động chủ bạch kiếm không hiện tại vì hoài nghi thiên khung sẽ nứt nẻ nhiều chỗ nên gã cũng muốn lợi dụng tối đa mấy kim đan đại tu sĩ vốn trực giết gã này theo gã nghĩ thoát được ở đây thì sẽ về vạn thọ thành cơ nhã cũng sẽ xung kích kim đan đoạn lén quay về tiểu dạ sơn xem động phủ đã bị phá chưa nếu bị phá thì tìm nơi khác trồng diệt tiên đằng khắp núi tạo thành một động phủ có lực phòng ngự kinh nhân như thế dù thiên khung tàn vỡ thì ít nhất gã cũng có một chốn tương đối an toàn lúc đó thì bản long chân nhân cũng được cổ ngạc chân nhân và bạch kiếm không cũng không sao có thể bón cho diệt tiên đằng nhục thân kim đan đại tu sĩ tất hiệu quả thập phần kinh nhân đối với diệt tiên đằng hiện tại may mà chân võ thiếu chủ hứa thiên ảo không biết những điều đó y mà biết gã cướp thanh hư đằng ngay trước mắt đã đành còn đem bản long chân nhân và cổ ngạc động chủ ra làm phân bón thì chắc giận gì khói chát thu hai thi thể lại ngụy tác thoáng nghĩ rồi ném bốn thi thể thất cấp yêu thú ra trong núi yêu thú ở nạp bảo nang của bàn long chân nhân lục bào lão đầu đếm được gầy hai con yêu thú thất cấp trở lên hiện tại gã lấy ra bốn con thuộc phong hệ bốn yêu thú này khá lớn bỏ ra là chiến mất nửa gian tĩnh thất ngụy tác biết vệ tâm trùng sẽ ăn một lúc mới xong nếu với bốn con này mà nó chưa tiến dai thì hôm nay cũng đã quá no phải đến mai mới tính tiếp gã dùng tâm niệm sai vệ tâm trùng hút não tùy đoạn lấy ra một bộ hài cốt hải cốt này như thanh ngọc trông giống hình chó là xương không động cầu gã cướp ở đầm lầy theo lục bảo lão đầu không động cầu tuy nghe có vẻ quê mùa nhưng là bắt cấp cao gia yêu thú ngụy tác cướp được hải cốt này xong thì không xem kỹ giờ mới mang ra xem có đủ độ bền để luyện chế hắc minh cốt quân hay không hắc minh cốt quân luyện chế không khó lúc tế xuất cùng không xê dùng chân nguyên điều khiển tương đương với không nhiên có thêm một trở thủ đương nhiên càng nhiều càng tốt có điều nguyên liệu luyện chết khó kiếm vì khi bị thuật pháp kích phát hoặc va chạm của nguy năng thuật pháp của địch thủ sẽ phải chịu lực phản xung không nhỏ xương dễ bị gãy hắc minh cốt quần sẽ tan vỡ theo biến thành một dòng xương vụn vô dụng lấy hải cốt không động cầu ra bắt ngụy tắc sáng lên hải cốt sáng bóng như bích ngọc không mảy may phá tổn đinh ngụy tác búng lên một xương sườn phát ra tiếng lanh lành không hề có dấu vết gì cảm giác rất chắc chắn hơi trầm ngâm ngụy tác lấy từ nạp bảo nàng ra một cây cổ đồng sắc đoàn qua chưa từng sử dụng cổ đồng sắc đoàn qua là đồ gã lấy được ở tiểu dạ sơn Cùng một tu sĩ không rõ thuộc tụ tinh tông hay lạc nguyệt tông là linh giai hạ phẩm pháp bảo do xích đồng tinh và huyền cương luyện chế thành thay thể pháp bảo rất khá lưỡi cũng sắc bén gã cầm lên cắt liên tục vào hải cốt không động cầu hạ luyện chế hắc minh cốt quần không phải chỉ vài chỗ bền chắc là được mà cần mọi chỗ đinh lưỡi đoàn qua cắt lên bộ xương bích ngọc kêu vang lanh lành không chỗ nào có dấu vết gì dù là tinh kim cùng cường độ một loại chế thành lưỡi rào sắc mà cắt lên loại kia thì sẽ có vết hiện tại hải cốt không động cầu lại không xây sát chứng tỏ độ bền dai cao hơn nhiều chất liệu đoàn qua ngụy tác lại sáng mắt xích đồng tinh và huyền cương hợp kim chất liệu đều rất khá theo tình hình này thì hải cốt không động cầu ít nhất cũng đạt mức bền chắc như thai thể pháp bảo linh cấp trung dài đối với ngụy tác đã đủ để luyện chế hắc minh cốt quân bất quá ngụy tác không vừa lòng vì càng hiểu thứ mình nắm trong tay càng hay hiểu có thể chịu được uy năng xung kích cỡ nào khi đối địch sẽ chắc chắn hơn hơi trù trừ ngụy tác lại cầm phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao thủ lên cắt vào một đốt xương không động cầu chỉ cần hài cốt hoàn chỉnh là có thể luyện chế hắc minh cốt quân hiện tại phù văn tinh kim tiểu đao cũng như phi kiếm cánh cửa là thứ sắc nhất mà gã có được lắm lại đinh một tiếng xương không động cầu không mảy may có vết khiến ngụy tác hớn hở phù văn tinh kim chống nổi cả huyền gia uy năng xung kích xương không động cầu lẽ nào còn tốt hơn xem ra bộ xương này còn hơn cả hắc mình cốt quân đã có đinh ngụy tác không nén được dùng chân nguyên cuốn phủ văn tinh kim tiểu đao chém lên xương không động cầu vẫn không có dấu vết xương không động cầu bền chắc hơn phủ văn tinh kim ngụy tác không dám tin nữa nếu lâm thái hư không còn tìm kiếm quanh đây ngụy tác chưa biết chừng đã kích phát ám hoàng kiếm khí chém thử như thế này mà luyện chế thành hắc minh cốt quân thì thậm chí có thể dùng làm thuẫn bài khi cần đúng là bảo bối ngụy tác không nén được đi quanh hải cốt không muốn nhét vào nạp bảo nang lão đại thả tiểu đệ ra đừng có chỉ nhìn mấy cục xương coi tiểu đệ như không khí thế chứ thấy ngụy tác cứ sở mó bộ xương thì dương chi điều ấm ức nói ngươi ngụy tác mới nhớ ra nó giải sáng trong óc tiểu đệ đã rõ rồi dương chi điều hưng phấn hẳn hai cánh vỗ vỗ xem này hả ngụy tác giật giật chân mày rõ ràng trong linh quang bao quanh dương chi điều đồn lóe lên hồng sắc quang hoa lão đại tiểu đệ đã đốn ngộ ra phương pháp tu luyện có thể hấp nạp thái dương chân hỏa tu luyện dương chi điều kiêu ngạo từ hiện tại tiểu đệ không còn là chim nữa không phải chim thì là cái gì ngụy tác đã biết nghe dương chi điều nói là lĩnh ngộ phương pháp tu luyện thì không kinh ngạc nhưng nó bảo từ hôm nay không còn là chim nữa thì gã ngẩn người là chim biết tu luyện dương chi điều kiêu ngạo thế không phải là chim hả ngụy tác suýt nữa bổ trường thương thế của ý chắc không sao ngụy tác suýt bổ trưởng vì dương chi điều thì ở ngoài tĩnh thất tu sĩ mặt rỗ khẽ lẩm bẩm dịch dung thuật pháp của nàng thập phần thần kỳ trừ một chút mùi trên da thì dung mạo thân thể ngay cả khí tức cũng được hoàn toàn cải biến thường thì tu sĩ nữ giả nam trang ngụy tác cờ gì cần quét thần thức là nhận ra nhưng đối với nữ tu này thì gã không nhận ra chỉ thấy khí tức nam tu thành thử gã không quấy nghĩ nàng là nữ giả nam mà chỉ cho rằng nàng có sở thích đặc biệt dịch dung thuật pháp cỡ này không phải tu sĩ nào cũng có tính thất của ngụy tác và của nàng ta cách mấy chục trượng ngụy tác có bố trí nên tiếng động từ chỗ gã không vọng sang nhưng nàng ta vẫn nhận ra gã không còn liệu thương chứng tỏ cảm giác với khí tức thập phần mẫn duệ Đi tuy cảm giác được ngụy tác kết thúc liệu thương nhưng nữ tu không nói gì không hiểu sao lại đỏ mặt người cảm ngộ được phương pháp tu luyện gì trong tĩnh thất ngụy tác nhìn dương chi điều đang đầy kiêu ngạo hỏi trừ cửu cấp man hoang cổ thú như viễn cổ thiên long thì trong số yêu thú lĩnh ngộ được cách tu luyện thuật pháp rất hiếm thiên long quần tinh tôi thể thuật của gã là mô phỏng cách tu luyện của viễn cổ thiên long thuật pháp của yêu thú cũng có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí nên gã rất hiếu kỳ với phương pháp tu luyện mà dương chi điều lĩnh ngộ tiêu đệ lĩnh ngộ được cách dung hợp bản thân nguyên khí với thái dương chân hỏa rồi tụ vậy yêu đan để đề thăng uy năng dương chi điều tỏ vẻ hào hứng đối với ngươi thái dương chân Hòa tương đương với linh khí mà tu sĩ cần ngụy tác tròn mắt đúng thế dương chi điều gật đầu ra vẻ lão đại đúng là thông minh nhĩ muội yêu ngụy tác nhìn dương chi điều buột mồm câu nhĩ muội yêu này lâu lắm rồi gã không sử dụng nhưng giờ quả thật không nén được Trả trách yêu thú mà lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện thì đều lợi hại khôn cùng hấp nạp thái dương chân hòa cũng như tu sĩ hấp nạp linh khí nhưng đối với tu sĩ thì linh mạch đã đoạn tuyệt đành dùng linh thạch và đan dược tu luyện thái dương chân hỏa thì đầy rẫy ở đâu cũng có thái dương chân hỏa bao trùm thiên địa lại không như linh thạch phải từ từ dùng chân nguyên rút linh khí ra luyện hóa dương chi điều là hòa hệ yêu thú năng lực dung nạp chân hỏa rất cao tốc độ hấp nạp thái dương chân hỏa khẳng định không chậm dù nó hấp nạp thái dương chân hỏa mà tốc độ tu luyện không bằng tốc độ tu sĩ luyện hóa linh thạch thì nó vẫn có ưu thế trời sinh họ nguyên không đạt tu sĩ kim đan kỳ Tối đa chỉ có thọ nguyên một, hai trăm năm, nhưng nhiều yêu thú ngũ gia trở lên thì thọ nguyên tính theo nghìn năm. Nhiều yêu thú có thọ nguyên vài nghìn năm trở lên, vì thế mà yêu thú có năng lực phồn thực không cao, mỗi năm đều bị tu sĩ săn mất không ít, mà vẫn còn nhiều giống loài. Vì thời kỳ thành niên của yêu thú là mấy trăm năm, dù mấy chục năm mới sinh sản một lần, thì cả đời cũng phồn thực mười mấy lần. Dương Chi Điểu có thọ nguyên hai nghìn mấy trăm năm, tương đương với mười lần thọ nguyên tu sĩ thông thường lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện dương chi điều coi như không cần mạo hiểm đi tìm linh dược nữa chỉ cần tìm chỗ ẩn thân tương đương với có linh khí liên miên để hấp nạp tu luyện tu luyện nghìn năm sau sẽ có thực lực thế nào một tu sĩ đủ thọ nguyên linh khí liên tục bế quan nghìn năm tu vi sẽ thế nào từ chất tệ đến đâu cũng đạt thần huyền cảnh mất lão đại vì thế mà tiểu đệ nói là từ nay mình không còn là chim nữa thấy ngụy tác kêu nhĩ mùi yêu dương chi điều rất kiêu ngạo người đã lĩnh ngộ ra tu luyện chi pháp hay lắm tiểu tử lấy được bảo vật rồi lục bảo lão đầu đột nhiên lên tiếng lão thò ra chỉ nhìn là biết dương chi điều đã lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện vệ tâm trùng đã tỉnh đã tiến dai. nghe tiếng vệ tâm trùng ăn lục bảo lão đầu lại cả kinh kêu lên dù gì ngươi cũng là lão giang hồ đừng có hơi tí là kêu lên lục bảo lão đầu kinh hô ngụy tác tỏ vẻ bực mình vệ tâm trùng lần này tiến dai được dị năng gì lục bào lão đầu nén lòng hiếu kỳ không tranh hơi với ngụy tắc mà trợn tròng trắng hỏi tiến ra được dị năng che giấu khí tức thần thức của ta cũng khó nhận ra che giấu khí tức thần thức của người cũng khó nhận ra lục Bảo lão đầu tròn mắt kêu lên nếu tiến ra được năng lực phi độn khi đánh lén thì đề phòng thế nào hả dương chi điều dùng mình sợn tóc gái đúng là chủ nhân thế nào khí linh thế ấy cũng nghĩ ngay đến việc vệ tâm trùng theo mưa rơi xuống ám toán cần gì ngươi bảo ta đã lấy phong hệ yêu thú cho nó ăn rồi a à, ngụy tác bĩu môi đoạn ngần người vệ tâm trùng đúng lúc đó ngừng ăn bất động nó lại ngủ say lúc đó nó hút đến yêu thú thứ tư mới hết một nửa não tủy tử một tu sĩ kim đan kỳ tam trọng một tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng bà con rưỡi thất cấp yêu thú là khiến vệ tâm trùng tiến sai bàn long chân nhân các hạ đứng là người tốt nhìn bốn con thất cấp phong hệ yêu thú ngụy tác cảm thán Ngụy Tác lúc trước rất tốn lực khí mà vệ tâm trùng không tiến dài mấy lần, nhưng lần này lại tiến hai lần rất dễ dàng, chẳng qua là có hai đại tu sĩ kim đan tam trọng, một kim đan lưỡng trọng và ngần ấy yêu thú thất cấp trở lên. Nếu không có bản long chân nhân, đã mất một, hai mươi năm cũng chưa chắc gom đủ. Ngụy Tác không biết rằng lúc đó huyền phong thiên điện đang dừng ở giữa hai ngọn núi cao nhất phiên ưng sơn, như chân áp cả phiên ưng sơn, vô hình trung hiện rõ khi thế bá đạo. Đại sư Huynh một tu sĩ huyền phong môn từ xa lướt đến dừng trước huyền phong thiên điện lâm thái hư và hứa thiên ảo xuất hiện ở cửa điện tu sĩ huyền phong môn này mặt mũi như ngọc chừng hơn 30 tuổi mặc bảo làm sắc pháp y có theo hoa mai tóc buộc bằng một sợi dây sau lưng thân ngoại linh khí ngưng thành hình thanh sắc thương ưng là tu sĩ kim đán nhất trọng khí vũ cực kỳ bất phàm đệ tử huyền phong môn khí thế thập phần bất phàm này xưng hô lâm thái hư là đại sư huynh nhưng thần thái cung kính cực độ đứng trên không cũng ở dưới huyền phong thiên điện. Đệ tử huyền phong môn này và Lâm Thái Hư không như sư huynh đệ hội diện, mà là một thần tử tham bái đế vương. Một sư đệ kim đan nhất trọng, tham kiến Lâm Thái Hư mà như một thần tử tham bái đế vương. Đủ thấy chân truyền đại sư huynh như Lâm Thái Hư, thân phận và địa vị tại huyền phong môn cao tuyệt, hoàn toàn hơn hẳn chân truyền đệ tử. Đứng trước đệ tử huyền phong môn mặc bảo làm sắc pháp y, Lâm Thái Hư toát ra vô thượng uy áp cao cao tại thượng. Lâm Thái Hư gật đầu, coi như chào sư đệ đây là thiên thủy thần phủ mà tông chủ bảo giao cho đại sư huynh phòng tay với lâm thái hư đệ tử huyền phong môn này vung tay tinh phủ trong veo cỡ bàn tay bay tới tấm phủ lục này trông như lá băng lấp lánh vô số thủy quang như có vô số dòng sông đang chảy trên tinh phủ lấp lánh toát lên khí tức mênh mông vượt mức tu sĩ kim đan kỳ được đi thông chi cho các sư huynh đệ bảo họ chuẩn bị về tông môn hút lấy tinh phủ lâm thái hư bảo đệ tử huyền phong môn đó đệ tử huyền phong môn mặc bảo lam sắc pháp y không nói gì lướt đi ngay phù lâm thái hư mặt mũi lạnh tanh nhìn tinh phủ chân nguyên liên miên dồn vào ầm khí tức từ tinh phủ dấy lên ô vân quanh phiên ưng sơn yùng sấm động rồi trong phòng nghìn dặm dàn dạt cuồng phong sấm chớp mây giờ cuồn cuộn tấm tinh phủ toát lên khí tức kinh nhân trên mức tu sĩ kim đan kỳ dẫn động thiên địa nguyên khí cùng phong lôi oanh nghìn dặm sấm dậy lâm thái hư dồn chân nguyên suốt nửa tuần hương thì tấm tinh phù mới được kích phát thần quang tinh phù từ tay lâm thái hư bay lên trong nháy mắt như tách ra biến thành hơn vạn viên thủy châu trong suốt mỗi một viên thủy châu sôi trào thủy linh khí tức cực kỳ tinh thuần đủ loại đường gợn như nước lan tỏa có cảm giác mỗi một viên thủy châu do một dòng sống bị ép lại thành sư muội sư tôn tự thân xuất thủ luyện chế một đạo phù lục sư muội cũng nên ra gặp đại sư huynh đi kích phát tinh phù lâm thái hư càng toát lên như thế mỗi bước y đi là nghìn vạn thủy châu trong suốt bay lên bắn đi bốn phương tám hướng ầm trong vòng mấy nghìn dặm lóe chớp mưa chút đào ào mỗi giọt mưa đều lớn như quyền đầu mang theo thành sắc quang văn đang không ngừng chấn động thủy linh khí tức tinh thuần tạo thành từng vòng song chấn động khuếch tán ra bốn phương tám hướng chuyện gì hả lúc này ngụy tác cùng lục bào lão đầu đang thương lượng định khi huyền phong thiên địa đi khỏi vài ngày thì rời khỏi nơi đây để an toàn thì sẽ lấy hải cốt không động cầu luyện chế thành hắc cốt minh quân mới đã. dù gì thì những nguyên liệu khác để luyện chế hắc cốt minh quân, ngụy tác sẵn có. nhưng tinh phù vừa kích phát trong mấy nghìn dặm mưa gió bão bùng ở sâu mấy trăm trượng dưới lòng đất mà ngụy tác cũng cũng lập tức cảm thấy. ngụy tác cảm giác được bên ngoài thiên như có vô số thủy linh nguyên khí trút xuống, một phần nguyên khí trong thể nội thậm chí cũng cộng hưởng theo. nguyên khí này tựa hồ là của nửa thủy linh căn. không xong ngụy tắc nhận ra thể nội nguyên khí chấn động còn nữ tu ở ngoài tĩnh thất cũng rúng động đột nhiên sắc mặt nhật đi kinh hoàng tột độ ong 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 thủy lưu nguyên khí trong suốt đột nhiên như mất khống chế rung lên cùng lúc đó trong thể nội nàng vang lên tiếng như đàn ong đang đập cánh hả cùng lúc đó cách phiên ưng sơn mấy vạn dặm cạnh một con sông hoang dã một tu sĩ lăng không trượng trên sóng lớn ngập trời đột nhiên nhìn về phía phiên ưng sơn dưới chân y rừng rực huyết mang chói lòa một thi thể cự ngao màu xanh cỡ gian phòng đang từ từ chìm xuống. Thành xác cự ngao đầu đã bị chẻ nát đầu, máu phun như suối. Trong vô số lỗ chân lông của y cũng như có vô số dòng sông gầm gào, liên tục phun ra thủy khí cùng khí tức không khác gì của thành xác cự ngao. Tu sĩ đang trực tiếp luyện hóa yêu đan cự ngao. Trong tay y có một chiếc bạch ngọc tiểu ấn, thủy linh nguyên khí hùng hậu như nước chiều từ cái ấn gỗ sửa thể nội. Bạch ngọc tiểu ấn là trí bảo lân vương thủy ấn của thượng cổ tam hoàng tông tu sĩ cũng là bạch bảo thanh niên thần bí bị ngụy tác đánh tan thân thể ở vân linh đại lục được tam hoàng tông truyền thừa y lợi dụng huyền diệu của lân vương thủy ấn để đào thoát thần hồn đoạt xá một tu sĩ khác nhưng lúc này diện mạo gần như không khác gì lúc gặp ngụy tác chỉ là đang mọc một tấm pháp y màu ô kim pháp y này ràn rạt linh quang trên lưng có hình cừu đầu thần điểu thập phần cổ kính rõ ràng cũng là một cổ bảo phẩm cấp bất phàm y lúc trước còn ở vân linh đại lục bây giờ lại đến thiên khung hoang nguyên tại thiên huyền đại lục bắc bộ y còn cách phiên ưng sơn mấy vạn dặm tuy cũng cảm nhận được thủy linh nguyên khí kinh nhân thì chứng tỏ thủy hoàng công pháp đáng sợ cỡ nào tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết bản thân có thể trực tiếp thôn tính thủy hệ yêu đan thủy nguyên linh thạch linh mộc vật nào càng có thủy linh nguyên khí nồng đượm thì tu vi cũng tăng vọt theo y có cảm ứng đối với thủy linh khí tức kinh người như thế tất nhiên tìm thứ có thủy linh nguyên khí càng dễ dàng vì công pháp này có tốc độ tu luyện kinh người cho nên y mới coi thường ngụy tác bị gã đánh tan thân thể mà vẫn muốn báo thù có vẻ y không định rời khỏi đây để đến phiên ưng sơn ngay nhưng không hiểu sao cảm giác được phiên ưng sơn có thủy linh nguyên khí kinh nhân thì lại sầm mặt tựa hồ lỡ mất đại sự lâm thái hư cách này bức được nàng ta ra mặt trên tầng không phiên ưng sơn hứa thiên ảo chắp tay sau lưng nhìn ma chút xuống hỏi lâm thái hư đang toát lên vô thượng uy nghiêm đạo thiên thủy thần phù này do sư tôn dùng mỗ dùng giọt nhược thủy còn lại của thượng cổ thần thủy tông căn cứ vào thể chất cùng công pháp của sư muội mà luyện chế thành sư muội có thiên phú cực phẩm thủy linh căn trừ phi sư muội hủy đi bản môn tu vi hoặc không có mặt trong vòng mấy nghìn dặm bằng không thủy linh nguyên khí trong thể nội nhất định sẽ kịch liệt chấn động phun trào ra không thể giấu được lâm thái hư như thượng vị thần linh lúc trước khí tức của đạo tặc bị chúng ta đuổi tới đây thì cấm chế đột nhiên bị giải trừ tại hạ không tin là sư muội không ở đây nếu mỗi không lầm thì nguyên khí chấn động kiểu này cũng như thuật pháp của thượng cổ Liệt Thiên Cung, có thể bức nàng ta ra mặt, nhưng sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Hứa Thiên Ảo nhìn từng hạt mưa như quyền đầu đang phát ra gợn sóng trong suốt, hé mắt nói: "Sư muội tổn thương cũng không sao, chẳng qua là bình hoa mà thôi, có đáng gì so với việc chúng ta kết minh?" Lâm Thái Hư liếc Hứa Thiên Ảo. Phong Ngô Thương vốn cũng là thiên tài, nhưng chẳng qua chỉ có cái dũng của thất phu. Hứa Thiên Ảo khẽ mỉm cười, nói: "Đời nay chỉ có tại hạ cùng Lâm huynh." Không xong trong động quật thân thể nữ tu vừa phát sinh dị biến ngụy tác lập tức cảm thấy lướt đến ngay tức thì gã hít một hơi khí lạnh sáng vẻ mặt rỗ của nàng ta cùng thuật pháp che giấu dung mạo tựa hồ không mất hiệu lực nhưng thân thể run lên thủy linh nguyên khí toát ra kết thành từng giải thủy mang dài mỗi giải đều ngưng tụ thủy linh nguyên khí cực kỳ kinh nhân thủy mang do thủy linh nguyên khí ngưng kết thành đều xoay quanh nữ tu có vẻ được nàng dốc sức khống chế nhưng nữ tu tỏ vẻ hết sức thống khổ hơn nữa mỗi lần chấn động đều có một phần thủy linh nguyên khí không khống chế được từ trong thủy mang bán lên tựa hồ suối phun trong tĩnh thất phù nhìn rõ ngụy tác biến sắc lập tức tế xuất hắc thủy liên bốn cánh sen đen ngòm mở ra bao lấy thủy linh nguyên khí cùng lúc thân thể ngụy tác bay lên thò tay phát ra long uy khí tức viễn cổ man hoang trên mình gã như xuất hiện hơn một vạn khiếu vị há miệng hút thủy linh nguyên khí lúc này vô số tinh thần nguyên khí khó thấy bằng mắt thường ngay cả thần thức cũng không cảm giác được được gã dẫn động xuống, thấm vào thể nội. Tinh thần nguyên khí chảy xuống cùng thủy linh nguyên khí kinh người từ cơn mưa bên ngoài. Các hạ mau đào động nữa đi, đào càng xuống sâu càng tốt. Bọn lâm thái hư dùng pháp khí nào đó, khiến tại hạ không thể khống chế được thủy linh nguyên khí, hoặc che giấu tung tích, tại hạ sẽ phải ra ngoài kia. Hy vọng các hạ lôi kéo họ đi. Bốn nữ tu thấy ngụy tác lướt đến thì định nói thế, hiểu với tâm cơ của lâm thái hư, không khó đoán ra nàng và gã ở cùng, chỉ cần hành tung của nàng bại lộ, Ngụy Tác khó thoát, nhưng niềm tuyệt vọng thì trong mắt giờ phút này lại thấy le lói chuyển thành hy vọng. Bởi vì đóa sen màu đen được Ngụy Tác tế xuất cùng thân thể gã hấp nạp được phần lớn thủy linh nguyên khí tràn ra. Nếu tu thấy thủy linh nguyên khí tràn ra, cơ hồ bị Ngụy Tác và Hắc Thủy Liên hút hết thì sáng mắt, nghiến răng chịu đựng. Tại hạ không khống chế được nữa, nếu thủy linh nguyên khí thoát ra thì sẽ pháp trận trong Huyền Phong Thiên Điện sẽ cảm ứng ra. Mau lên, hút hết thủy linh nguyên khí mau. Tích tắc sau, nữ tu dần không chịu nổi cộng hưởng đó chát giải nước trong suốt không khống chế được nữa hóa thành thủy linh nguyên khí nhiều thủy linh nguyên khí quá trong cảm quan của ngụy tác gã đã biến thành viễn cổ thiên long cảm quan mẫn duệ hơn bình thường không biết bao nhiêu lần thấy có mấy chục dài mây mưa bừng lên thủy linh nguyên khí không thể hút nổi nữa nếu phun ra thì tha chân nguyên không thể bao nổi oanh không hề chân trừ sau tiếng nổ từ sắc kim đan của ngụy tác từ mi tâm bay lên cơ hồ đồng thời trường hà thao thiên quyền hiện ra ngăn trước cửa tĩnh thất hấp nạp thủy linh nguyên khí cuồn cuộn to thế hả thấy kim đan của ngụy tác nha dái dưa nữ tu đang nhăn nhó cũng tròn mắt suýt không khống chế nổi lại vỡ thêm một giải nước y tế luyện bản mệnh pháp bảo y có thứ có thể hấp nạp thủy linh nguyên khí thấy kim đan của ngụy tác cùng trường hà thao thiên quyền nữ tu tỏ rõ thần sắc kinh hỉ thủy linh nguyên khí tinh thuần quá thủy linh nguyên khí của y không kém gì kẻ giữ lân vương thủy ấn từng giải thủy linh nguyên khí bị nhục thân của ngụy tác hắc thủy liên và trường hà thao thiên quyền liên tục thôn tính thân thể ngụy tác rúng động cảm giác thủy linh nguyên khí cũng nồng đượm tinh thuần không kém gì thần bí bạch bảo nhân khi trước tích tắc sau, thân thể ngụy tác có cảm giác như ngâm trong linh thủy trường hà thao thiên quyền trong lúc kịch chiến vốn linh quang đại giảm hiện tại liên tục hút lấy thủy linh nguyên khí linh quang lại sáng lên được thấy cơ hồ toàn bộ thủy linh nguyên khí từ giải nước vỡ nát do không thể khống chế được bị ngụy tác thôn tính nữ tu càng hoan hỉ chát không cần liều mạng áp chế nàng lại khiến giải nước bao quanh tan vỡ thủy linh nguyên khí lại được nhục thân của ngụy tác hắc thủy liên và trường hà thao thiên quyền hút lấy thân thể nữ tu tuy vẫn run rẩy vẫn toát ra thủy linh nguyên khí nhưng nhẹ hơn nhiều chát chát giải nước trong veo được nữ tu khống chế thủy linh nguyên khí sản sinh ra sau khi giải nước vỡ đều được ngụy tác hấp nạp ngụy tác hắc thủy liên tiến dài liên tục sáu giải nước tan vỡ đột nhiên lục bào lão đầu kêu lên hắc thủy liên cơ hồ dày gấp đôi cánh hoa có đường viền như nước sao lại như thế trên huyền phong thiên điện sắc mặt lâm thái hư cuồng nộ vô biên khí diễm ngút trời từng làn cưu phong từ huyền phong thiên điện cuốn ra quy năng thiên thủy thần phủ đã đạt đỉnh điểm trong mấy nghìn dặm sôi trào thủy khí sóng gợn trong veo. Nhưng tung tích nữ tu không hề xuất hiện. Nguyên liệu của thiên thủy thần phủ đủ để tạo ra một thủy linh can tu sĩ, cần thần huyền cảnh tu sĩ tốn thời gian mới luyện chế được. Hào phí một đạo phủ lục như thế mà công cốc thì y cũng bị trách phạt. Xem ra thủ đoạn của nàng ta không tệ, sắc mặt hứa thiên ảo cực kỳ âm trầm. Y không ngốc, đương nhiên biết uy năng thiên thủy thần phủ đã đạt đỉnh tung tích, nữ tu còn chưa lô ra thì tất nhiên không tìm được thủ đoạn của nàng ta không đủ ứng phó thiên thủy thần phủ khẳng định là do tu sĩ đi cùng huynh không phải biết danh hiệu y hả toàn lực tra xét chưa biết chừng sẽ từ y mà ra lâm thái hư tuy nổi giận nhưng phá đoán vẫn không sai a à, hứa thiên ảo chưa đáp mắt chợt lóe lên nhìn về phía xa kẻ nào muốn chết lâm thái hư giấy lên sát khí ngoài xa một giải cầu vồng khổng lồ bán đến phiên ưng sơn trong giải cầu vồng là một thân thể khổng lồ không phải tu sĩ mà là yêu thú Lâm Thái Hư vốn rất giận dữ, dù có tu sĩ nào đến thì chưa biết chừng cũng sẽ bị y giết chết chút giận, nói gì một con yêu thú. Lâm Thái Hư là đại chân truyền sư huynh của huyền phong môn, dưới một người trên vạn người, khí tức như trí tôn đế vương. Nhưng giải cầu vùng phát ra khí tức còn đáng sợ hơn, càng có vương giả chi uy. Cách huyền phong thiên điện mấy nghìn dặm, trong cơn mưa to, không nhìn rõ là yêu thú gì thì từng luồng viễn của hồng hoang khí tức đã ép lên huyền phong thiên điện. So với khí tức này, Lâm Thái Hư dù là vương tối đa cũng chỉ là thảo mãng chi vương, còn khí tức đó cực kỳ tôn quý, cao cao tại thượng. Viễn cổ thiên long long uy sao lại như thế? Viễn cổ thiên long đã diệt tuyệt cơ mà, hứa thiên ảo run lên. Là sao hóa long? trải qua vạn cổ biến thành thủy hệ thiên long, là nhược thủy hóa vũ thế này, có nhiều thủy linh nguyên khí thu hút nói tới. Lâm Thái Hư tan hết sát khí, quyết đoán như chém đinh chặt sắt. Sa hóa long thì thần thông thậm chí còn hơn viễn cổ thiên long ít nhất cũng ngang với tu sĩ thần huyền cảnh lưỡng trọng chúng ta không địch nổi không hề chậm trễ huyền phong thiên điện lao về phía man hoang hoang nguyên gần phiên ưng sơn oanh cơ hồ ngay khi huyền phong thiên điện biến mất khỏi tầng không phiên ưng sơn trong đám mây xuất hiện một con bạch long dài hơn 20 mươi trượng lao vào cơn mưa bạch long vô cùng uy nghiêm sừng và dâu cả vầy nữa đều như bạch ngọc tối thuần tịnh trên mình phát ra bạch sắc hồng quang bao trùm mấy trăm trượng lao vào cơn mưa thì trong vòng mấy nghìn dặm đều liên miên tụ vào bạch sắc cự long khí tức của bạch sắc cự long vô cùng dâu bể như vượt qua mấy vạn năm lướt tới thiên long giáng lâm nghìn dặm thôn vân thổ vụ thần uy khiến cả lâm thái hư và hứa thiên ảo cũng phải bỏ chạy nhưng lúc này thần sắc bạch sắc thiên long vô tận uy nghiêm cực kỳ phức tạp hai con mắt tròn xoa ánh màu lam nhạt quang hoa như ẩn tàng tuế nguyệt lao vào cơn mưa bao trùm mấy nghìn dặm hút lấy từng giọt mưa nó liếc lên thinh không tựa hồ nhìn thấy những thứ nhiều tu sĩ không nhìn ra. Nó nhìn về phía ngụy tác và nữ tu ẩn mình. Sao hóa long phải kinh qua vô số gian nan, tu thành thiên long thì không rõ vất vả hơn bao nhiêu lần một con thiên long ấu long trưởng thành, cả thiên huyền đại lục vạn, năm nay, không xuất hiện thiên long kiểu này. Chát! Ngụy tác lúc đó, không biết gì về thiên long xuất hiện. Giải nước thứ tám quanh nữ tu tan vỡ, thủy linh nguyên khí phun tràn, được nhục thân ngụy tác và hắc thủy liên, trưởng hà thao thiên quyền hút lấy nhục thân gã xảy ra dị biến bừng lên thủy linh khí tức kinh nhân bạch sắc linh căn hư ảnh hoàn chỉnh xuất hiện thủy linh căn hấp nạp ngần ấy thủy linh nguyên khí nửa thủy linh căn của ngụy tác sau rốt cũng hoàn chỉnh được rồi nữ tu nở nụ cười thân thể cùng ngừng run quang hoa như nước được nàng hấp nạp về thể nội rõ ràng nàng đã không chế được thể nội chân nguyên và thủy linh nguyên khí a à, thêm tí nữa chưa biết chừng hắc thủy liên sẽ lại tiến dài nữ tu khôi phục như thường thân thể ngụy tác từ từ đáp xuống còn lục bào lão đầu vẫn bất mãn kêu ầm lên từ khi thiên thủy thần phủ kích phát đến lúc nữ tu không chế được thể nội thủy linh nguyên khí chỉ không đẩy một tuần hương nhưng lúc này linh khí trên hắc thủy liên nồng đượm gấp đôi không chỉ tiến gia nhất giai nhất dài trường hà thao thiên quyền cùng sáng rực linh quang hơn cả lúc chưa tổn hại tạo cho lục bào lão đầu cảm giác nếu mọi giải nước quanh nữ tu vỡ nát thì trường hà thao thiên quyền sẽ tiến giai thành nguyên giai hạ phẩm cũng nên thân ảnh gã đáp xuống ở ngoài bạch sắc thiên long không dừng mà lướt thẳng lên không mưa trong mấy nghìn dặm theo sát bạch sắc thiên long cực kỳ tráng quan đại khái chỉ mấy chục tích tắc sau bạch sắc thiên long lại khuất bóng cơn mưa cỡ quyền đầu trong mấy nghìn dặm bị bạch sắc thiên long quét sạch trong địa quật nữ tu và ngụy tác không biết gì về việc cửu cấp thiên long vạn cổ khó gặp xuất hiện hiện tại lục bào lão đầu còn kêu ầm lên nhưng trong lòng ngụy tác đang sôi trào linh can thứ năm hình thành hơn một vạn khiếu vị cũng biến hóa hẳn nguyên khí vốn hỗn độn như thiên địa sơ khai bắt đầu hình thành hình thái cụ thể băng thủy vũ hỏa lôi vô cùng huyền diệu chả trách tiên căn ngũ mật phải cần năm linh căn nhưng không hạn chế năm loại linh căn nào ngụy tác lập tức hiểu rõ đạo lý cơ bản của tên căn ngũ mật hóa ra chỉ cần có năm linh căn thể nội khiếu vị sẽ từ lượng biến chuyển thành chất biến nhiều cũng vô dụng cần nhất là đạt tới năm linh căn tiên căn ngũ mật phải có đủ như thế mới được tu luyện hiện tại gã đủ năm linh căn tề tụ tu luyện tiên căn ngũ mật chỉ còn thiếu đề hồ thánh quả thôi. Nửa thủy linh căn còn quan trọng hơn uy năng hắc thủy liên và trường hà thao thiên quyền đề thăng. Phù. Cùng lúc, nữ tu vừa hé cười đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lam đạo hữu, sao thế? Ngụy tác cả kinh, tâm cảnh tỉnh khỏi đốn ngộ. Kim đan của tại hạ vừa ngưng kết không lâu, chấn động ba nãy và thủy linh nguyên khí tổn thất khiến kim đan xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Tại hạ phải tu luyện chấn áp ngay. Nữ tu vội xếp bằng. Tan vỡ cũng tốt, thể chất thiên phú và công pháp tu luyện của y tựa hồ cực kỳ đặc biệt tàn vỡ sẽ phát ra thủy linh nguyên khí kinh nhân lục bảo lão đầu hưng phấn hẳn tại hạ ngụy tác lúc đó chỉ muốn bóp chết lục bảo lão đầu tuy gã vẫn chưa biết thân phận nữ tu nhưng dù gì nàng cũng cứu gã một lần mang lại vô và lợi ích nếu bảo nhân lúc kim đàn của nàng tan vỡ mà thừa cơ hấp nạp thủy linh nguyên khí thì quá vô nhân tính mau chấn áp kim đan mỗ sẽ hộ pháp cô nén xung động bóp chết lục bảo lão đầu Ngụy Tác bảo: "Trấn áp kim đan mất hơn 10 ngày, nếu tu ngần ngừ, không sao, đợi thêm hơn 10 ngày nữa càng an toàn, nếu đạo hữu tin lời mỗ thì mau trấn áp kim đan, trừ phi có kẻ tại hạ không địch nổi xông vào, không thì trong lờ xe đạo hữu trấn áp kim đan, không ai vào tĩnh thất nửa bước." Ngụy Tác gật đầu với nữ tu. Nữ tu nhìn Ngụy Tác, thấy gã đứng ở cửa tĩnh thất thì chợt thấy an toàn. "Được." Nữ tu không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu, nuốt một viên đan dược, nhắm mắt lại linh khí trong veo như sóng lớn dấy lên. Y tuy có sở thích khác người, lai lịch cổ quái, bất quá đáng để tin tưởng. Nếu tu bắt đầu chấn áp kim đan, ngụy tác vỗ và nạp bảo nàng tùy thân lấy ra một lò hương, đốt loại có thể chấn định tâm thần, chống lại tâm ma rồi lui khỏi gian tĩnh thất. Đoạn gã không quay lại gian tĩnh thất đó mà mở một gian khác to hơn ở gần. Vốn ngụy tác còn do dự, nên rời đi ngay hay luyện chế hài cốt không động cầu thành hắc minh cốt quân rồi mới đi, giờ thì càng giúp gã chọn lựa mở xong mấy gian tĩnh thất theo tập quán ngụy tác thả hắc minh cốt quần ra trong coi thông đạo sợ không an toàn gã lại dặn thêm dương chi điều cùng hắc minh cốt quần chung sức bảo vệ đoạn gã vào tĩnh thất lấy hải cốt không động cầu ra luyện chế hắc minh cốt quần mới là pháp bảo luyện chế từ nhục thủy của thần thủy cung lẽ nào ban nãy có thần huyền cảnh tu sĩ đấu pháp ngụy tác không bây rằng sau nửa ngày gã bắt đầu luyện chế hắc minh cốt quần mới thì thanh niên thần bí được tam hoàng tông truyền thừa xuất hiện gần phiên ưng sơn tay y đỡ khí linh của lân vương thủy ấn bạch sắc thủy kỳ lân lơ lửng phía trên cảm thụ nguyên khí trong mấy nghìn dặm thì tỏ rõ thần sắc chấn động nhược thủy của thần thủy cung một giọt có thể luyện chế một món huyền giai pháp khí thần bí thanh niên to vẻ cực kỳ tham lam còn liếm môi như chỉ mong có một giọt để uống tại hạ từng thấy một món pháp khí dùng nhược thủy luyện chế khí tức này không ai kỳ lân tướng mạo thập phần uy nghiêm bảo thanh niên thần bí thủy hệ thiên long uống được nhiều thủy linh nguyên khí thọ nguyên chắc tăng thêm một chút Tu sĩ thi triển pháp khí này là ai, dám phá hoại việc lớn của ta." Thần bí thanh niên tỏ rõ thần sắc tham lam, rồi trở thành hung hãn, trên mình y chưa biết chừng còn có pháp khí đó, thôn tính để luyện công luôn, ta biết y là ai sẽ không tha. Không cần vội, Bạch Sắc Kỳ lân lắc đầu, thủy hệ thiên long đó sắp cạn thọ nguyên, dù có ngần này thủy linh nguyên khí, tối đa mấy tháng nữa thì nó cũng sẽ đến long trùng, lúc đó, dù trong long trùng không còn hài cốt, hoặc yêu đan thủy hệ thiên long khác thì nguyên hài cốt yêu đan của nó cũng đủ cho chủ nhân ít đột phá đến tu vi kim đan tứ trọng đạt tu vi kim đan tứ trọng ta sẽ tìm y báo cửu thần bí thanh niên nhéo mắt cười lạnh y không ngờ rằng chúng ta đuổi theo thủy hệ thiên long đến thiên huyền đại lục mà nghe được tin về y đúng thế trách lờ a đề trách y quá ngông nghênh tưởng về thiên huyền đại lục thì chúng ta không biết hành tung bạch sắc kỳ lân không nén được gào lên một khí linh tối đề cấp mà định giết ta oa đúng lúc đó nếu ngụy tác đột nhiên chui ra thì thanh niên thần bí và thủy kỳ lân khí linh khẳng định sẽ ré lên cả hai không sao ngờ rằng mình thương lượng hào hứng như thế thì kể cả hai cần đối phó đang ở dưới lòng đất hoang nguyên trước mặt lúc đó ngụy tắc đang chuyên tâm luyện chế hài cốt không động cầu thành hắc minh cốt quân không biết thanh niên thần bí gã vẫn chưa quên đang ở phiên ưng sơn vù nói thêm mấy câu cùng bạch sắc kỳ lân thanh niên thần bí mình rực thủy quang tan biến vào thinh không ở hướng khác huyền phong thiên điện tránh mặt bạch sắc thiên long đã vòng sang thiên khung thiên huyền đại lục bắc bộ trong đại điện huyền phong thiên điện bên một chiếc ao nhỏ có khảm một khối tinh thạch trong suốt qua khối tinh thạch có thể thấy tình hình bên dưới huyền phong thiên điện tinh thạch còn tác dụng chất xạ đặc biệt khiến cảnh vật càng rõ đình đại điện khảm trước không ít tinh thạch pháp trận lâm thái hư phương pháp của các vị vô hiệu thì để mũ dùng cách riêng bước nàng ta ra huyền phong môn không có ý kiến chứ hứa thiên ảo và lâm thái hư đứng trong đại điện nói chuyện cạnh cái ao cách riêng lâm thái hư hơi nhíu mày hứa huynh định thế nào mỗ đã nghe ngóng rõ y và linh nhạc thành cơ nhã kết thành đạo lữ y đối phó đông giao thắng địa và tụ tinh tông cũng vì đông giao thắng địa thôn tính chân bảo các hứa thiên ảo cười nhạt nếu mỗi loan tin lại gặp nguy hiểm thì đạo lữ của y chắc sẽ đến chứ ca hạ định dùng đạo lữ của y bức y lộ diện lâm thái hư gật đầu chỉ mỗi việc y đoạt thanh hư đằng là đáng làm thế hứa thiên ảo liếc lâm thái hư Lâm Huynh không cho như thế là quá gian tà mà không tán thành chứ. Lẽ nào mỗ cổ hủ thế sao? Lâm Thái Hư cười lạnh. Tất nhiên mỗ sẽ đối phó y, tin tức cũng do mỗ đồn, nhưng những việc khác sẽ phải phiền Lâm Huynh. Hứa thiên ảo mỉm cười, ra vẻ nắm chắc, chân võ tạm thời không có bao nhiêu nhân thủ. Những truyền tống pháp trận ở Bắc Bộ còn dùng được thì phiền Lâm Huynh giúp. Giữ chặt truyền tống pháp trận, dù phát giác mà thông chi thì chúng ta vẫn nhanh hơn. Tại hạ phải về huyền phong môn phục mệnh, truyền tống pháp trận, thì sẽ an bài nhân thủ lâm thái hư không dườm lời vung tay một đạo thanh sắc hồng quang từ huyền phong thiên điện bắn ra bá khí chân nhân sâu kiến mà thôi hứa thiên ảo cũng cười lạnh lâm thái hư và hứa thiên ảo làm gì ngụy tác hoàn toàn không biết 13 ngày tiếp theo ngụy tác đều ở trong tĩnh thất tế luyện hải cốt không động cầu qua 13 ngày liên tục tế luyện Hải cốt không động cầu vốn như bích ngọc đã triệt để biến thành hắc sắc quanh từng lóng xương có hắc sắc yên khí liễu nhiễu từ xa nhìn như lớp lông bị gió thổi giạt đạo đạo quang từ tay ngụy tác bắn lên quang phủ có đen có lục tạo cảm giác dùng mình mỗi một đạo quang phủ giáng xuống thì hắc sắc linh quang trên hải cốt lại nồng hơn trong hải cốt nội lý có hắc sắc quang hoa đang ngưng kết thành hình ngưng kết thành phù văn hải cốt không động cầu sắp luyện chế thành hình đột nhiên ngụy tác đang tế luyện hải cốt đột nhiên dừng lại nhìn sang mé tả tỏ vẻ kinh hỉ lão đại phệ tâm trùng tỉnh rồi Dương Chi Điểu vốn ngủ gà ngủ vịt ở cửa tĩnh thất cũng đột nhiên phấn chấn lướt vào. Hóa ra từ lúc luyện chế hài cốt không động cầu, Ngụy Tác đã lấy phệ tâm trùng từ nô thú đại ra, khi nào nó tỉnh lại là gã biết ngay. Phệ tâm trùng lần ngủ lâu hơn, suốt 13 ngày mới tỉnh. Mặc kệ Dương Chi Điểu, một quang Ngụy Tác lóe lên, đưa tâm niệm tới. Hiện tại phải xem vệ tâm trùng có tiến giai thành năng lực phi độn như gã mong chờ không? Không có phản ứng. Theo lý, lần trước linh trí vệ tâm trùng đã tăng cao, Hiểu được ý gã thì lần này sẽ thể hiện dị năng tiến giai ngay, nhưng gã cảm giác được phệ tâm trùng đang rất phức tạp, không làm gì cả. Lẽ nào phệ tâm trùng không tiến giai được dị năng đặc thù, hoặc tiến giai nhưng không thành dị năng cụ thể mà về lực phòng ngự, thậm chí thần thức. Nếu thế thì ít nhất cũng phải năng lực phi độn mà gã mong chờ. Ngụy Tác thoáng tỏ vẻ thất vọng. A. À, cùng lúc, gã tỏ vẻ kinh nghi vì phệ tâm trùng trở hành động. Nó bỏ cực nhanh lên tường tĩnh thất, lao tới nóc phệ tâm trùng có xúc tu như bạch tuộc có nhiều mấu giữ, đi trên tường như đất bằng nhưng nó bỏ lên đỉnh thì lại buông xúc tu ra chuyện đó tuy lúc này gã không nhìn thấy phệ tâm trùng nhưng với cảm giác là biết nó làm gì có điều lần này tròn mắt như chuông đồng phệ tâm trùng xòe xúc tu không rơi xuống mà lơ lửng trên không trung lão đại sao rồi dương chi điều nhìn ra ngụy tác khác thường lên tiếng ngụy tác không đáp lời linh điều vỗ lên một nạp bảo nang lấy ra một bình hồng sắc dịch thể, là máu hỏa địa long. Mở nắp bình, gã phất tay, máu hỏa địa long được chân nguyên bao lấy giải lên vệ tâm trùng. Vệ tâm trùng trở nên đỏ rực, nhìn rõ. ực ừ, Dương Chi Điều nuốt nước bọt, tròn mắt. Vệ tâm trùng lại lơ lửng được như túi da. Thế là sao? Ngụy tác không hiểu lắm. Tựa hồ cảm ứng được nghi hoặc của gã, vệ tâm trùng phiêu phiêu hốt hốt đáp xuống, lúc trao bên này lúc trao bên kia, có lúc còn lơ lửng. Cách mặt đất chừng ba trượng, vệ tâm trùng đột nhiên như nặng hơn, rơi xuống. Lúc ngụy tác mở tĩnh thất đã chuẩn bị chỗ chứa yêu thú nuôi dưỡng vệ tâm trùng nên rất cao, chừng năm trượng. Lẽ nào, mắt gã ánh lên thần sắc kinh nghi, đoạn vung tay tế xuất phi kiếm cánh cửa đào nhanh. Rất nhanh, ngụy tác đào thêm trên đỉnh tĩnh thất 7, 8 trượng. Đoạn gã dùng chân nguyên bao lấy, đặt vệ tâm trùng lên đó. Ngụy tác phát chân nguyên, vệ tâm trùng vẫn lơ lửng ở đó, rồi theo một quang gã lóe lên, đáp xuống. Lúc rơi xuống, mục quang ngụy tắc lóe liên hồi rõ ràng tâm niệm tương thông với vệ tâm trùng có rơi lúc nhanh lúc chậm có lúc còn dừng lại mãi tới khi còn ba trượng thì mới như trước thân thể trầm xuống quả nhiên như thế không đợi vệ tâm trùng rơi uống ngụy tác tỏ rõ vẻ cuồng hỉ lão đại nó không biết phi độn nhưng có thể lơ lửng lại biết leo tường như phế phao như trùng dương chi điều tỏ vẻ không dám tin phế phao như trùng là lưỡng cấp thủy hệ yêu thú giống như một cái bong bóng trong suốt nhưng mọc nhiều gai thủy hệ ưu thú này không biết phi độn nhưng có thể mượn sức nước đẩy mà bay lên rồi lơ lửng lượn vòng trên không gần như vậy ngụy tác hoan hỉ cực độ nhìn vệ tâm trùng gã không ngờ vệ tâm trùng không tiến giai được năng lực phi độn mà là năng lực cổ quái như phế phao thứ trùng khác nhau là từ ba trượng trở xuống vệ tâm trùng không còn năng lực đó nữa cụ thể vì sao ngụy tác không tội gì phí cân não ba trượng không phải là vấn đề có đối thủ trong vòng ba trượng thì phệ tâm trùng không cần lơ lửng mà trực tiếp thổ độn đến đâm vào gan bàn chân. Không phải chỉ cần đưa phệ tâm trùng lên cao thì nó cũng bay được đến chỗ đối thủ rồi lén xả xuống sao. Dương Chi điều lạnh bút ra đầu, trừ phải đưa nó lên thì có khác gì phi độn đâu. Có gì khác đâu, Ngụy Tác cười ha hả, nhìn Dương Chi điều đầy thâm ý. Lão đại, sao lại nhìn tiểu đệ, Dương Chi điều cảm giác ánh mắt gã rất lạ. Nó đoạn nó đột nhiên hiểu ra, dùng mình, lão đại, định bảo tiểu đệ đưa nó lên trời. Ha ha, Ngươi đưa nó lên thì không ai chú ý, ngươi bay thì ai ngờ được trên mình ngươi có một con phệ tâm trùng, Ngụy Tác càng nghĩ càng đắc ý, bật cười ha ha. "Đừng, lão đại, tiểu đệ không cõng đâu." Nhìn phệ tâm trùng, Dương Chi điều thê thảm kêu lên. "Yên tâm, mấy lần là quen thôi." Ngụy Tác cười hắc hắc. Dương Chi điều suýt nữa ngất xỉu. "Tiến giai kiểu này chắc không ảnh hưởng đến dị năng trước đó nhỉ?" Ngụy Tác nhìn phệ tâm trùng như nhìn bảo bối lầm bầm. "Như hiểu ý gã?" phệ tâm trùng bắn ra quang hoa trong suốt. Máu hỏa địa long trên mình phệ tâm trùng bị gột sửa sạch sẽ, nó lại trở nên trong suốt, không nhìn thấy gì nữa. Phệ tâm trùng ẩn hết khí tức, thần thức quát qua cũng chỉ thấy thủy khí. Oa ha ha ha, Ngụy Tác đắc ý bật cười. Xong rồi, Dương Chi Điều rơi xuống, lòng như cho tàn, trừ phi sau này phệ tâm trùng tiến giai được năng lực phi độn, không thì nó sẽ phải cóng. Xem ra, sau này việc ám toán mai phục, đánh lén sát nhân là trông vào ngươi ngụy tác cảm thán đoạn lấy ra toàn bộ thất cấp yêu thú để phệ tâm trùng ăn tiếp gã lại tế luyện hài cốt không động cầu nếu không có gì bất ngờ chỉ cần hai ngày là hài cốt không động cầu sẽ thành công tế luyện thành hắc minh cốt quân ngụy đạo hữu đa tạ đạo hữu hộ pháp giúp đạo hữu đang luyện chế pháp bảo hay tu luyện thuật pháp một ngày rưỡi qua đi giọng nữ tu lại vọng vào tĩnh thất y chấn áp kim đan xong rồi ngụy tác to vẻ kinh hỉ trong hải cốt không động cầu kết thành phù văn huyền ảo Rõ ràng Hắc Minh cốt quân sắp tế luyện hoàn thành.